ủ, mình vẽ xinh chưa này? Mình sẽ thêm màu xanh vào. Này bé con, nhìn đáng yêu quá à. Bố giúp con nhé. Bố tô màu cho con. Ý hay đấy bố ơi. Chuyện gì vậy? Cho mẹ ké với nào. Này, em làm cái gì thế? Nhà mình có cam đâu. Có mà. Thôi nào. Mẹ ơi, bố ơi, anh làm hỏng hết rồi này. Đủ rồi. À thế à? Em chỉ có vậy thôi sao? Anh cứ chống mắt lên mà xem đi. Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Bố mẹ xem này. Tranh của con hỏng rồi. Không sao đâu bé con, chúng ta phải sửa lại. Mình cần chút cảm hứng. Sao mà tự nhiên đói quá? À biết rồi, mình luôn chuẩn bị mà. Đùa nhau hay gì? Sao chứ, anh đang đói mà. Cái đổ trừ bát giới này. Mẹ ơi, mẹ làm gì đi? Mẹ xin lỗi bé con, xong ngày ấy mà. Muốn hoàn hảo thì không vội được đâu. Chán quá à, bất công ghê. Anh nhanh lên coi, em mà giận rồi kìa. Đưa đây nào. Tự mua gạo đi. Không. Xem em làm gì kìa. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Gạo rơi khắp nơi rồi. Chờ chút. Mình có ý tưởng này. Mình sẽ cho một giọt phẩm màu vào ly nước. Xong rồi khuấy nha. Giờ thêm gạo này. Tiếp theo mình cần gạo. Mình sẽ phết keo vào chanh của mình. Mình chỉ thêm vào phần cỏ thôi. Rồi mình cần gạo này. Mình sẽ rắc gạo lên chỗ keo. Mình có thể dùng gạo khác màu cho những chỗ khác trên chanh. Giờ mình có thể thổi gạo thừa đi rồi. Wow, nhìn ngon muốn ăn luôn á. Con nghĩ sao nào em à? Wow, con thích lắm mẹ ơi. Thế còn bố ạ? Con nói gì cơ em à? Khoan, chuyện gì thế này? Chỉ có một thứ cần làm nữa thôi. Mình đã làm mọi thứ cho cái nhà này. Bố buồn cười quá. Bố chưa xong đâu nha. Cần một tờ giấy nữa. Xem nè con, bố tự vẽ chân dung đấy. Nhìn hay nhưng mẹ thắng vòng này. Cảm ơn con yêu. Từ mai con khỏi phải dọn phòng nhé. Vui quá trời luôn. Cái gì đây? Nhìn con bé kìa. Em à, bỏ xuống đi. Lêu lêu. Thôi ngay con bé kia. Còn có nghe mẹ nói gì không đấy? Ôi trời, cô ấy lại nháy nháy kỳ cục rồi kìa. Vậy là có rắc rối rồi. Bình tĩnh nào. Thử đi em. Đưa đây coi. Căng thẳng đang tan dần đi rồi. Thoải mái quá. Anh hiểu em quá anh yêu. Khoan, mình có thể dùng cái này này. Bắt đầu bằng cách vẽ một cái cây. Chúng ta phải yêu thiên nhiên mà. Cây bút đen này quá hoàn hảo để vẽ cành cây. Nhìn ổn đấy. Giờ mình sẽ lấy một miếng xốp bóng hình vuông và nhúng nó vào sơn. Mình sẽ trộn hồng và trắng vào, dặm dặm lên chanh này. Như vậy là giống lá cây rồi. Là một cái cây đầy hoa. Còn có thích không em à? Úi, mẹ ngốc quá. Wow, mẹ ơi, đỉnh quá ạ. Ui, có khi mình cũng làm vậy được nhở? Mình biết phải làm gì rồi. Thấy bố thấy sao? Cũng hơi gớm nhở? Anh là một tuyệt tác nghệ thuật đấy. Thật luôn hả anh? Hay quá bố ơi. Người thắng cuộc là... mẹ. Nữa sao? Wow, đúng là vinh hạnh. Thật luôn. Cho em nhấn bóng với. Mùi gì thế nhở? Chua lẻ. Mùi ở đây ra này. Càng ngày càng hôi. Eo, đáng lẽ mình phải biết chứ. Sao cơ? Mùi hương tự nhiên thôi mà. Thơm vậy thôi. Em có cái này này. Dùng đi, nhiều lên. Rồi. Dù sao cũng không hôi nữa. Cảm ơn. Như cái đêm hai ta gặp nhau ấy. Đêm ấy người anh cũng hơi dơ xíu. Lãng mạn cực kỳ luôn. Anh hôn em đi. Anh không từ chối đâu nhé. Ew, kinh khủng quá à. Hả? Chào con yêu. Xin lỗi. Giờ mình nên làm gì đây ta?
Chờ chút nào, mình có ý kiến này nè. Nghe này vợ ơi, bố mẹ làm gì vậy? Hiểu chưa? Chúng ta làm thôi. Đầu tiên là gỡ chai khử mùi ra. Như vậy này, giờ mình sẽ cho sơn vào trong. Rồi lắp đầu lăn lại như cũ. Khi mình lăn lên giấy thì sơn sẽ chảy ra, giống như là cọ vẽ ấy. Quá hợp lý để tạo ra tranh luôn. Ái chà chà, mình phải lồng khung mới xịn. Nhìn nè em, quá là xịn. Bố mẹ hợp tác đó nha. Wow, chúng ta có thể treo nó ở phòng khách, thay thế ảnh của bà cũng được đó. Ờ kìa, thế là hòa ạ. Quá xứng đáng. Xứng đáng được một nụ hôn nhở. À, buồn ngủ quá. Emma, yuhu. Hay quá mẹ. Con chợp mắt một chút nha. Xem nè, bố có thể dùng lưỡi liếm mũi đây. Thấy không, quá trời tài năng luôn. Anh làm vậy được không? Mẹ đang nhìn bé này. Ôi trời, hồng hợp đó nha. Cảm giác sống động quá, mà cả ngày cũng được nha. Tuyệt quá ạ. Nhưng bố nói nhỏ thôi, con ngủ cho đẹp da đây. Cứ tưởng là hiệu quả chứ. Chúng ta cố rồi. Hay là xem rối bóng nhé. Rối bóng ấy ạ? Ấn tượng lắm phải không? Sao nãy giờ mẹ không làm ạ? Nhìn vui quá đi mất. Lại diễn trò múa bóng đấy ạ em yêu. Nhìn cũng đơn giản mà. Mình có ý này. Mình sẽ đặt tay lên giấy, rồi vẽ xung quanh này. Giờ mình chỉ cần thêm các chi tiết nhỏ nữa thôi, như là mắt. Đây là rồng đó. Nhưng mà chưa xong đâu nhé. Thêm chút màu mè nè. Không thể quên ngọn lửa được. Xem nè cả nhà. Wow, chắc bé con sẽ thích nhỉ. Mình sẽ nặn bóng bay. Là cún nè. Ôi, tránh ra đi, ra chỗ khác. Tuyệt vời quá. Bố mẹ đều thắng. Ô kìa, tuyệt vời quá. Mình muốn tóc mình phải thật xinh. Biết rồi. Bắt này. Chúng ta phải làm gì về cái này đây? Em biết rồi, dùng bút chì đi nè. Và mấy sợi dây cột tóc nữa. Chắc cách này sẽ hiệu quả đấy. Mình sẽ cuốn dây thun quanh hai cây bút chì. Mình phải đảm bảo là bút đã cố định. Mình sẽ gắn bút chì thứ hai ở đầu bên kia, đúng như ý mình muốn luôn. Mình sẽ đặt một bút ở chỗ hình vẽ cái bánh quy kia và rồi vẽ đồ xung quanh. Bút chì thứ hai sẽ tạo ra một bản sao á. Nhìn này cả nhà, giờ mình chỉ cần tô màu nữa thôi. Mình sẽ đảm bảo là màu ở trong hình vẽ. Thế nào cũng trông tuyệt lắm đây. Đó, xong rồi này. Con có thích không? Tranh của mẹ nè. Cho anh nhìn phát nào. Wow, thông minh thật đấy. Không biết mình nên vẽ thế nào nhở. Cột hai cây bút lại này và dùng nó làm ná bắn chim. Dính này. Cẩn thận chứ. Thôi nào. Úi. Âu. Quay cuồng quá đi. Đáng đời nhà anh lắm. Bố bán xịn quá. Nhưng mẹ thắng là cái chắc rồi. Tuyệt quá đi bé con. Đây, đây là đâu? Ôi, anh đúng là hâm luôn. Mấy cây bút chì màu này xịn ghê. Nè mẹ ơi, ném hay lắm. Mẹ chụp rồi. Đơn giản đấy mà. Hình như mình bắt hơi quá tay rồi. Gãy hết luôn rồi này. Chúc anh may mắn. Không sao đâu, anh có keo mà. Anh giỏi làm thủ công lắm. Sẽ như mới ngay thôi. Thử phát xem nào. Cứ giả bộ như không bị sao nhé. Mà đừng lo, bố còn kế hoạch dự phòng. Dùng cái này đi. Anh đùa em phải không? Không được đâu bố ơi. Dù sao cũng cố rồi. Chỉ còn một cách thôi. Anh yêu, bỏ cái búa xuống. Anh biết cách làm mà em. Mà chờ chút. Mình có ý hay hơn nè. Mình sẽ rắc màu lên khuôn tô hình bướm bướm này. Sau đó đặt một miếng nhựa lên trên.
rồi đập ra nè bà con. Đây chính là tác phẩm của mình. Tí nữa chúng ta phải thảo luận đấy. Em sẽ tập trung vào tranh của em. Cũng được mà ha. Anh cũng xong rồi. Lấy hình ra nè. Trông tuyệt quá đi mất. Con có thích không? Hay con thích dưa hấu của mẹ? Khó quá ạ. Hòa nhé ạ. Thế cũng được. Tuyệt vời. Wow, vui quá đi mất thôi. Mình muốn làm một lần nữa. Chuẩn bị này. Wow, nhìn này. Nó cứ như ma thuật. Cậu ấy đang làm gì vậy? Tớ muốn thử nó. Không. Nhưng... được rồi. Dừng lại đi. Ê, cẩn thận tóc tớ. Chết này. Cậu chỉ có thế thôi à? Dừng lại. Khoan. Đây là đâu? Đằng này này. Đã đến lúc thực hiện thử thách vẽ. Bó hoa này tuyệt đẹp. Mẹ thiên nhiên đang cưng chiều chúng ta. Kìa, một con bướm cũng thật đẹp. Nó đi đâu vậy? Thật là kiểu diễm. Tụi em phải làm gì cơ? Úi da, mình ngớ ngẩn quá. Đợi chút. Cô muốn các em vẽ con bướm. Vâng ạ, em làm được. Nghĩ xem nào. Chắc không khó lắm đâu. Ok, bắt đầu thôi. Mình sẽ cần đồ dùng mỹ thuật. Tất cả những gì mình cần đều ở đây. Mình sẽ dùng chiếc cọ này và vẽ nên con bướm đẹp nhất quả đất. Cứ đợi đấy, mọi người sẽ trầm trồ. Mình sẽ vẽ ở một mặt. Xin chào. Wow, thật tuyệt vời. Ôi không, tranh của tôi hỏng hết rồi. Tất cả là tại con bướm. Chờ chút, có cách xử lý rồi. Mình sẽ bóp sơn lên một tấm kính. Sau đó mình sẽ dùng bọt biển để tán đều sơn, tạo nên một lớp thật đều. Mình muốn hoàn toàn phủ kín tấm kính. Tiếp theo mình cần một cây tăm bông. Mình sẽ dùng tăm bông để vẽ con bướm. Ok đấy. Bây giờ mình sẽ đặt giấy lên trên nó và nhẹ nhàng nhấn nó xuống. Sau đó mình có thể từ từ nhấc nó lên. Wow, hoàn hảo, còn đẹp hơn mình tưởng tượng nữa. Mình đúng là thiên tài, chưa bao giờ thấy một con bướm như thế này. Wow, cậu vẽ à? Mình cũng phải bắt đầu thôi. Ôi, trong đây hẳn phải có đồ dùng cho mình. Chỉ toàn là rác thôi. Chán quá đi mất. Mà chờ một chút. Nghĩ ra rồi. Mình sẽ gập trang sách lại. Tiếp theo mình sẽ cắt nó. Cứ thong thả thôi. Mình muốn cắt thành hình chiếc cánh. Như thế này này. Và khi mở giấy ra, đó là một con bướm. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Mình sẽ vẽ quanh mép bằng một cây bút đen. Sau đó hãy bắt đầu trang trí con bướm. Mình sẽ vẽ hoa văn cho đôi cánh này. Vậy là xong phần viền. Bây giờ chúng ta hãy tô màu. Màu hồng là màu hoàn hảo. Đặt tạm con bướm sang một bên. Bây giờ mình sẽ xoắn phần đầu của ghim băng. Cứ như tập thể dục vậy. Mình muốn uốn nó ra sau một chút. Chuẩn, không cần chỉnh. Rồi dùng dây chun buộc một vòng và kéo cho chặt. Ổn rồi đấy. Tiếp theo mình sẽ cần kẹp giấy. Mình sẽ bẻ thẳng nó ra, cố gắng bẻ thẳng nhất có thể. Tiếp theo, lồng dây chun vào này. Mình sẽ bẻ kẹp giấy thành hình chữ V, xuất sắc. Và mình sẽ đẩy nó qua phần đầu của ghim băng. Rồi nhấn vào giữa, cho hai thanh tách ra. Đây sẽ là anten. Sau đó mình có thể thêm vào đôi cánh bướm. Nhưng đó chưa phải là phần hay nhất. Xoáy một vài vòng. Nó sẽ bay khi mình thả tay. Wow, thật tuyệt. Thứ hay ho nhất mình từng làm. Hả? Cậu làm sao hay vậy? Nó rất tuyệt phải không? Wow, nó bay về với tớ. Chắc nó thích tớ lắm. Annie thắng. Thật ạ? Chẳng công bằng gì cả. Cô đang làm gì vậy? Dứa mọng nước quá, ngon muốn xỉu. Còn gì tuyệt hơn thế này nữa? Hai đứa vẫn đó à? Đây là thử thách tiếp theo. Ôi trời, việc này dễ ợt. Mình chỉ cần quyết định xem dùng cái gì. Cũng khó chọn lắm nha. Chẳng biết nữa. Cảm giác như đang chế giễu mình. Bụng đói cồn cào. Ước gì mình được ăn ngon. Khoan, mình có một ý tưởng. Mình vẫn còn một ít thức ăn từ bữa trưa. Quả cam siêu ngọt, ngon xỉu. Thèm ăn lắm rồi đây này. Chưa gì đã chảy nước miếng. Nè, mình sẽ ăn hết luôn. Oh yeah, hết sảy con bà bảy. Annie, không được ăn trong lớp. Nhưng cô, quả dứa. Úi, xin lỗi. Em sẽ vứt đi ngay ạ. Đợi chút.
mình đã nảy ra một ý tưởng. Mình có thể sử dụng vỏ cam. Trước tiên mình cần một chiếc nắp chai. Ấn vào vỏ cam như thế này để tạo thành những vòng tròn nhỏ, giống như khuôn cắt bánh quy vậy. Chuyển sang bước tiếp theo nhé. Mình sẽ cần miếng bìa hình tròn. Tiếp theo vẽ một hình oval trên đó. Sau đó xé bìa màu xanh lá. Việc này giúp giảm căng thẳng. Mình chỉ cần xé thành giải nhỏ. Chừng đó chắc đủ rồi. Giờ mình có thể dán nó vào bìa. Mình sẽ xếp nó quanh phần đỉnh của hình oval. Sau đó, lấy các miếng vỏ cam hình tròn và mình sẽ đặt chúng vào trong hình oval. Xếp chúng như thế này này, xen kẽ ngửa và úp. Nó tạo nên hiệu ứng rất hay. Vậy là xong rồi, một quả dứa thật ngon lành. Cậu xong rồi á? Tôi khá hài lòng với tác phẩm này, hãy xem đây. Đừng có mừng vội. Không thể để cậu ấy thắng. Mà chờ một chút, mình có một ý này. Mình sẽ dán băng dính lên toàn vẽ màu đen. Phần phía trên mình sẽ để trống nhá. Tiếp theo mình cần sơn màu vàng. Mình có gu thẩm mỹ xa xỉ. Mình sẽ tô vào các khoảng trống giữa băng dính. Nhưng không phải tất cả, tô thành hình oval thôi nhé. Sau đó mình sẽ cẩn thận gỡ băng dính ra, không muốn làm hỏng nó đâu. Wow, đẹp quá đi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang màu xanh để vẽ những chiếc lá. Đây sẽ là cuống của quả dứa. Mọi người ơi, xem này, cứ thoải mái vỗ tay. Đó là một kiệt tác. Em tốt lắm Betty, khen em đến sáng mai không hết. Tại vì em quá khéo tay. Bây giờ cô phải quyết định. Thú vị lắm. Người chiến thắng là cả hai em. Thắng rồi. Chúng ta thắng. Tớ nghe nói có một nơi đặc biệt nơi các sinh vật huyền diệu lang thang tự do. Cậu có mong gặp được một con unicorn thật không? Bầu trời xanh nhỉ, cùng đọc nhé. Nhìn tất cả màu sắc xem, và cái rừng đầy phép màu đó. Có chuyện gì vậy? Wow! Này, chúng mình ở đâu đây? Và nhìn những trang phục này nè. Tớ mặc màu hồng quá xinh. Xanh mâm xôi là màu tủ của tớ. Madison nhìn kìa. Các em đang nhìn ta sao? Thích kim tuyến trên người ta chứ? Các em sẽ yêu thử thách này hơn đó. Sẵn sàng vẽ chưa nào? Sẵn sàng thì bẩm sinh luôn ạ. Đầu tiên trong thử thách vẽ của chúng ta. Chúng em thích mèo lắm. Chúng quá ư là đáng yêu. Các nàng, chúng ta đang vẽ nhớ chứ? Mình có nên vẽ mèo mướp không ta? Ngồi yên nhanh bạn nhỏ. Cái này có chính xác không vậy? Đúng ý mình đây. Mình muốn các tỷ lệ phải chuẩn. Vẫn chưa chuẩn là sao? Cái này chắc được nè. Chỉ cần một nhúm lông. May mà mình có đeo kính đấy. Để xem các phép tính toán nào. Phải, đúng như mình nghĩ. Ê, mình đang làm cái gì vậy trời? Kết quả đây rồi. Thiệt như mình vẫn nghi ngờ. Không khoa học nữa, đã đến lúc nghệ sĩ ra tay. Đã hết giờ rồi sao? Cho chúng ta xem em có gì nào. Đừng ngại mà. Đẹp lắm Madison. Cậu mới đẹp thế. Tớ sẽ chỉ cậu cách làm nhé. Bắt đầu với từ cat. Sau đó vẽ thêm từ các chữ cái. Cậu có thể thêm các chi tiết sặc sỡ nữa. Đừng quên khuôn mặt nhỏ của bé mèo. Và các giọt cũng xinh nữa. Trông chúng khá giống nhau đấy chứ. Tiếp tục một vòng quay khác. Chúng em thích trái tim lắm. Và chúng em có mẫu hoàn hảo.
1, 2, 3, bắt đầu. Đẹp trai quá đi. Anh ấy đánh cắp trái tim của tớ. Là David của tớ mà. David của cậu á? Chà, hơi khó xử nhỉ. Đừng cãi nhau các cô gái. Phải có cách dàn xếp chuyện này ổn thỏa. Xin chào. Các em không cho ta lựa chọn nào cả. Và... không còn đẹp trai cho lắm. Xin lỗi nhé. Anh ấy là của tớ. Ơ, anh ấy luôn trông như thế này à? Ừ, mình nghĩ gì vậy trời? Ơ, nụ cười của anh ấy khác quá. Mình ghét phán xét. Ồ, phải rồi. Nè Annie, David kia phải không? À, nhìn tớ ổn chứ? Đâu? Lêu lêu. Có thấy anh ấy đâu? Đâu? Bộ lông của mình mất rồi. Madison, cậu lấy chúng hả? Chà, thế không tốt đâu nha. Giờ cố trộm đồ của cậu ấy nữa đi. Madison đông cứng rồi sao? Đây là của tớ. Cảm ơn nhiều nhé. Chúng ta đang vẽ trái tim phải không? Để vẽ một trái tim hoàn hảo. Vẽ một hình chữ nhật bao quanh và dùng tích kẻ thêm các dọc. Sau đó là đường cong trong trái tim. Bạn có thể dùng các màu khác nhau. Tô viền trái tim và đổ bóng cho nó nữa. Giờ thì đổ bóng cho cả hai bên. Dùng màu trắng để tạo hiệu ứng sáng bóng. Trái tim của mình đã hoàn thiện ở dạng 3D. Và trở lại bình thường nào. Nhưng em chưa vẽ gì cả mà. Thật sự đáng kinh ngạc đấy Annie. Đẹp quá. Xin lỗi vì cho trộm cắp nhé. Cho tớ sao? Cảm ơn bạn. Miễn là tớ vẫn có David. Đứng giữa các nàng. Bắt đầu nhé. Giờ tới lượt các em. Chúng ta đang vẽ bàn tay nhỉ? Thú vị đấy. Tớ có ý này. Để xem nào. Sao vậy trời? Chỉ là điện tăng vọt lên chút thôi. Là cái móng của tay tôi sao? Tôi mới có ý cực đỉnh đây. Ổn hơn rồi đấy. Và chúng ta có ánh sáng thưa quý vị. Hãy làm thôi. Đầu tiên tô viền bàn tay. Rồi biến bàn tay của bạn thành một chú chim nhỏ xinh xắn. Tô màu với bút phấn trắng. Đừng tô cái cánh vội. Ok, giờ thì tô đi. Và đừng quên bàn chân nhỏ nhé. Mình không biết cách vẽ thứ này. Hả? Trông ngớ ngẩn quá. Có gì không? Mình không thấy được. Ha, chuẩn cái này. Mình ngắm bị lệch. Để thử cái này xem. Tô viền bàn tay bạn như thế này. Rồi biến nó thành một chú chó dễ thương. Đâu còn giống bàn tay nữa đúng không? Xem cái lưỡi khổng lồ kìa. Rồi cho cậu ấy bộ lông màu nâu. Hết giờ. Hãy kiểm tra các kiệt tác này. Đó là bàn tay của các em sao? Thật không tin nổi. Con nhịp của em thật tuyệt diệu. Vô cùng nổi bật đấy. Hoàn hảo. Làm sao mình chọn được người thắng? Cả hai bước đều quá tuyệt. Hai giám khảo.
cho hai người thắng cuộc xứng đáng. Vậy là tụi em đều thắng vòng này. Ok, các em sẵn sàng cho vòng này chưa? Hãy xem bài chú hươu cao cổ nhé. Vẽ kiểu gì bây giờ? Dễ ở thôi mà. Ngủ mình còn vẽ được nữa là. Mình biết rồi. Bắt đầu với cái đầu thế này. Giờ chỉ cần thêm vài đường. Mình hiểu rồi. Nhưng mà mau mau đã. Ê, ngon quá. Trung tâm mua sắm đó to thật. Nhưng mình có nguồn cảm hứng mình cần rồi. Đầu tiên vẽ bốn số thế này. Nhìn anh chàng nhỏ này xem. Và đây là thiên nga. Một chú bướm xinh xắn. Và cuối cùng một con cá. Giờ thì tô màu tất cả nào. Cậu ấy dễ thương nhỉ. Và bé thiên nga này thật kiều diễm. Đừng quên tô nước. Một chú bướm màu hương. Xinh quá đi mất. Hãy chú ý tới những chi tiết nhỏ. Giờ tới chú cá nhỏ. Thôi nào, hết giờ rồi các em. Em vẽ 4 con vật. Tất nhiên bao gồm cả hươu cao cổ. Tuyệt vời quá, Madison. Annie, một giây nữa thôi được không ạ? Em không thể vẽ nhanh được. Xong. Cá thú vị nhỉ? Đúng là một cái cớ buồn cho hình vẽ hươu cao cổ. Cả hai em đều là họa sĩ tài ba. Và các em khiến Unicorn cười. Này, nhìn các tia sáng lấp lánh nè. Tạm biệt chị Unicorn. Khoan, Madison, dậy đi. Gì? Tớ mơ chúng mình gặp Unicorn. Cậu có sao không đấy? Kỳ dị lắm à? Tớ thế thật là mấy. Phải, không còn tóc xanh nhỉ? Thôi, chắc tớ lại ngủ tiếp vậy. Có lẽ tớ sẽ mơ tiếp. Cậu vẫn giấc mơ của cậu. Có ai tham gia cuộc thi này không? Tất cả đều được chào đón. Ngoại trừ cậu. Tránh ra giùm đê. Ghê. Wow, thế này mới đúng chứ. Xe ai vậy kìa? Đừng có lo, thưa cô, tôi sẽ ở ngay cạnh. Đến rồi ạ, bước cẩn thận. Đi gì mà lâu dữ dội. Rất hân hạnh nếu cô cầm tờ rơi này. Lượn đi. Cái gì đấy? Lời mời đến cuộc thi vẽ sao? Không. Sao trên đời này lại có gió cơ chứ? Chẳng có gì trong này cả. Gì đây? Một cuộc thi vẽ à? Cảm ơn, đưa cho tôi. Xem cậu đã làm gì rồi này. Có vẻ cả hai sẽ đều tham gia. Ok, các bạn đã sẵn sàng vẽ chưa nào? Ta hãy khởi động bằng cầu vồng nhé. Cầu vồng hả? Khởi động cũng thú vị đấy. Đúng rồi, túi đồ của mình cuối cùng cũng hữu ích. Xem nào. Chào anh bạn nhỏ. Không. Bé ngoan. Đúng thứ mình đang tìm rồi này. Sẵn sàng cho phép màu chưa? Hãy xem các màu sơn này biến thành cầu vồng nhé. Chỉ cần bóp vài đốm ra đây. Có. Xong. Chạm. Gần xong. Đẹp. Bắt tay vào việc thôi nào. Nhìn đã mắt chưa nào bà con ơi? Người ta gọi là có gì dùng nấy đấy mọi người. Đó. Hơi bị bẩn đấy nhở. Giờ thì bóc băng dính ra. Chẳng gì bằng đường thẳng gọn gàng. Chà, ba đường thẳng luôn nhé. Xong. Cảm ơn đã giúp.
Trông rất ấn tượng phải không nào? Thì thấy cũng tạm. Tớ đã có cái này. Xin chào. Chẳng lẽ việc gì cũng đến tay tôi? Đẹp quá nè. Khoan, tớ cần không gian để sáng tạo. Thú vị đấy. Hiển nhiên rồi. Mọi người hãy xem mà học hỏi. Các viên đá nhỏ và bi nhiều màu thật đẹp. Cứ đợi mà xem bước tiếp theo. Đó, đôi khi tớ cũng tự tay làm. Và khi đã giã xong, bạn sẽ có cát cầu vồng lộng lẫy. Xem màu sắc rực rỡ này. Ta-da! Nói thật là tớ thấy rất đẹp đó nha. Nhưng tớ vẫn còn chưa xong đâu. Trông giống như anh bạn cầu vồng đang nhảy. Biến cầu vồng thành người cũng hay đấy chứ. Chà, cả hai đều rất đặc sắc. Nghĩa là cả hai đều thắng cuộc. Cũng được. Anh ấy không định giao thử thách cho chúng ta à? Thiết bị, hiểu chưa? Thiết bị á? Vào việc ngay. Mình biết đúng người cần. Đây rồi này. Dễ thương quá ha. Nhưng mình có thể chỉnh sửa một chút. Tốt lắm. Giờ thì bắt tay vào việc nào. Và bắt đầu. Được, sẽ làm. Mình có bị hoa mắt không vậy trời? Chuẩn, nó rất tuyệt vời, tớ biết. Giờ thì vẽ đi nào máy nhỏ. Nhưng vì họa sĩ nào cũng cần cảm hứng. Hãy xem hình ảnh này. Mi có thể vẽ một chú mèo con không? Không thành vấn đề. Bạn luôn có thể tin tưởng máy này để vẽ hình tròn hoàn hảo. Bạn đã nhận ra ai chưa? Chờ nó một chút thôi, chúng ta sẽ thấy. Hãy nhìn các đường thật thẳng thớm này. Gì vậy trời? Tôi không đồng ý. Robot thực sự có thể tạo ra tiệt tác không? Có vẻ thế. Có vẻ xong rồi này. Ta chẳng cần phải nói. Đỉnh của chóp, thấy không? Chà, thích trời thì trụy chiều. Tớ chỉ cần hình dạng chuẩn thôi. Để xem nào. Chỉ cần lắp ráp một xíu thôi. Và xong. Chỉ cần một miếng nhựa và một bức ảnh trên điện thoại của bạn. Và bạn có thể tô theo. Khá là sáng tạo phải không? Nhanh nhẹn tháo vát luôn được việc mà. Gần xong rồi. Một chú gấu trúc dễ thương nè. Cưng ghê. Eo ơi. Vậy ai thắng? Vì lý do hiển nhiên. Naomi. Không đời nào. Hóa ra sáng tạo mới là con đường đúng đắn. Robot dở hơi. Mi phải thuộc về thùng rác mới đúng. Có nghe chưa? Không, cô mới ở thùng rác. Hả? Mì vẽ cho ta hả? Thế này có gì đáng cười cơ chứ? Hôm nay công nghệ làm mình thất vọng. Chà, giờ sao đây? Xin chào đảng ấy. Tất nhiên rồi. Vòng tiếp theo là gấp giấy. Phew. Gấp giấy ạ? Được thôi. May mà lúc nào tớ cũng mang theo giấy. Đùa thôi, quản gia đưa cho tớ đấy. Tớ muốn loại giấy đáng giá gì đó cơ. Và vàng còn đỉnh hơn nữa. Đây rồi nè. Wow, vàng thật à. Bắt tay vào việc thôi. Được rồi, tới đâu hay tới đó. Không khí đang nóng lên từng giây. Wow, thìa biến thành vàng. Nhưng sao dừng lại ở đó? Vào luôn đi. Má ơi. Chuẩn, hiệu quả trên cả mong đợi. Tuyệt vời luôn. Cô Betsy, cảm ơn đầu bếp.
Thế không công bằng. Không biết mình có tờ giấy nào ở đây không? Không phải vàng, nhưng không sao. Sẵn sàng xem phép màu chưa? Yes! Tờ giấy nhăn dã man còn ngàn. Hài hước quá nhở? Đúng rồi. Nhưng mình có thể xoay chuyển tình thế, không giữ bản là quá lâu một chỗ. Tốt như mới. Mặc kệ cậu, tớ còn nhiều chuyện khác phải lo. Chỉ cần gấp cẩn thận vài lần và bạn sẽ không đoán được có gì tiếp theo đâu. Giờ thì gấp ra ngoài như thế này trông khá lạ, nhưng cuối cùng bạn sẽ hiểu thôi. Bạn đã nhận ra chưa? Đây chính là cô gái xinh đẹp nhất quả đất. Hả? Nhưng hãy kiên nhẫn nhé. Tớ sẽ vẽ thêm vài đường ở đây. Giờ thì vẽ tương tự ở bên kia. Lại gập phần giấy xuống và vẽ vào chỗ trống. Đó, xong rồi. Có thế thôi hả? Tô màu nào. Giờ cô ấy sẽ múa, thấy không? Động tác chân tay thật uyển chuyển. Ha! Thế thì tớ không đọ nổi rồi. Hoặc là có. Chỉ cần gấp một đường ở trên và một lần nữa theo chiều ngược lại. Và tiếp tục xuống tít dưới. Sau đó vẽ một đường thẳng ở đây. Rồi vẽ đường thẳng xuống đây. Sau đó vẽ nốt một đường cho vuông vức. Các bạn đã đoán được chưa? Và trong này vẽ một chú thỏ nhỏ. Dễ cưng quá đi mất. Và em ấy cần một người bạn gấu nhỏ. Cưng xỉu phải không nào? Đừng quên tô màu đấy nhé. Màu cam và xanh dương luôn nổi bật. Giờ thì tô màu hai bạn của chúng ta. Màu sắc làm cho chúng trở nên sống động. Bước cuối cùng. Gấp giấy xuống như thế này nhé. Ta-da! Xong rồi. Khó chọn quá. Nhưng diễn viên ba lê đó, bạn thắng. Nhưng còn tác phẩm của mình thì sao? Crush làm mình cảm thấy được truyền cảm hứng. Mong là cậu ấy sẽ thích món quà nhỏ. Đến đầu hay đến đó vậy? Chào David nha. Tuyệt, cậu ấy viết gì cho mình thế nhỉ? Chuẩn, mình đã có linh cảm tốt mà. Tìm ơi, bình tĩnh nào. Để xem nào. Cửa. Sách của tớ. Xin lỗi nha, để tớ nhặt lên giúp cậu. Oh, mềm quá. Wow, sách tớ. Phải. Vậy, cảm ơn cậu. Hình như mình yêu rồi. Khoan, nhìn lần cuối thôi. Đúng, anh chàng này thật sự đặc biệt. Mình sẽ nói thế. Chẳng cách nào hay bằng việc nhắc người ấy về khoảnh khắc hai người trao ánh mắt tình. Phần khó nhất đã xong. Đẹp. Wow. Tôi nhớ rồi. Ngọt ngào quá đi. Yêu cậu cục cưng à. Chuẩn bị là bước quan trọng nhất trong việc sáng tác. Màu đó bắn tung tóe. Dù sao thì đã đến lúc biến ý tưởng thành nghệ thuật. Nét đầu luôn là nét đẹp nhất. Thêm một xíu màu xanh dương, trông cũng ra gì vào này nọ đấy. Mà có phải không? Xấu dã man con ngan. Không, may mà mình chuẩn bị nhiều giấy. Lượt. Lần này còn xấu hơn lần đầu nữa. Cố lên nào, tập trung. Đùa tôi hay gì hả trời? Sao có mỗi bông hoa mà không vẽ ra hồn? Được rồi, bình tĩnh.
Hít sâu nào. Mình làm được mà. Mình dư sức làm được. Tỏa sáng thôi. Từ từ, từ từ. Chú! Hả? Vận xui không rủ cũng tới. Nhưng chờ một chút. Hình này trông cũng hay đấy chứ. Dùng ý tưởng này được. Dùng cọ vẽ của bạn theo nhiều cách khác nhau sẽ giúp bạn tạo nên hoa văn vô cùng độc đáo. Trong trường hợp này, cánh hoa. Sau khi vẽ xong đầy đủ các cánh hoa, vẽ thêm màu xanh lá cho lá cây và cuống. Trông rất đẹp và hài hòa phải không nào? Nét vẽ cẩn thận sẽ rất thành công. Bạn có thể gắn hai bông lại. Như vậy giấy trông sẽ đỡ bị trống. Mình biết mình làm được mà. Wow! Cậu tự vẽ bức này luôn á? Tặng cho cậu này, Annie. Tớ còn phải sáng tác nhiều lắm. Và lần này, mình sẽ sử dụng một phương pháp mới toanh. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ giữ nguyên chủ đề. Thấy các nét vẽ làm cho lá cây trở nên thật sống động chứ? Đừng ngại dành thời gian với các chi tiết nhé. Bạn còn có thể vẽ cỏ nữa. Nhưng phần tiếp theo sẽ phức tạp hơn một chút. Mình có thể dùng sơn vải phồng như thế này để tạo họa tiết mới vui nhộn với một quả bóng. Mãn nhãn quá, mèn đét ơi. Giờ thì dùng nó như con dấu. Và bạn sẽ có được những bông hoa độc đáo, rực rỡ. Còn bên này nữa này. Đẹp ha. Tuyệt vời. Cậu thấy sao nào? David, sao mà cậu vẽ được tranh dễ thương vậy? Nguyên liệu bí mật của tớ. Ồ, bức tranh trông thật tươi tắn. Đẹp thế này đóng khung được. Và sao phải dừng ở đó? Chỉ cần một chút. Phải, chị nói gì? Oh, Susan, hừ quá. Không biết nữa. Mẹ ơi. Giấy của con. Ôi, mẹ xin lỗi. Úi, xem mẹ làm gì này. Hỏng mất rồi. Này, mẹ cho con xem trò này nhé. Đã từng nghe trong rủi có cái may chưa? Chính là tình thế này. Wow. Con á? Ừ, con cũng có thể làm nhiều cỡ. Tuyệt vời quá. Cùng làm nào. Bạn nghĩ giấy này chứa được bao nhiêu hình tròn? Bao nhiêu tùy thích. Mọi chuyện đang trở nên hấp dẫn. Bạn có thể dùng bất cứ thứ gì. Tất nhiên miễn nó có hình tròn. Bạn thấy mình đã có đủ chưa? Trông thật hay phải không? Đập tay nào. Họa sĩ nhí của mẹ. Ok, chỗ này nhìn ổn áp đấy. Vâng. Cây cối, thiên nhiên, còn gì hơn. Ta chiến thôi. Ok, không biết nữa. Gì? Này, đừng có nhòm bên tớ. Gì mà căng? Thế thì tớ sẽ sang bên này. Vẽ gì giờ ta? Bingo! Chú chim đáng yêu xỉu. Mong là David không thấy nó. Tớ nhìn thấy trước. Người vẽ chim đẹp nhất sẽ thắng. Một hình tròn khéo léo rất quan trọng đấy. Chỉ cần biết vẽ các nét ở đâu là được. Đẹp ha? Nhưng thêm màu sắc sẽ làm nó nổi bật. Màu vàng là màu tươi tắn phải không? Màu này rất hợp với anh chàng vui vẻ. Còn chút xanh lá thì sao ta? Sắc màu yên bình đấy. Và chút màu xanh dương sẽ cho mắt một màn chiêu đãi. Vẽ ở viền trước lúc nào cũng thật tuyệt. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ phải không nào? Sắp xong rồi. Chỉ cần trang trí nốt một xíu nữa là xong.
và hoàn thành tác phẩm rồi. Một tuyệt tác đích thực. Đồng ý không nào? Chuẩn. Mình thấy rất hài lòng. Cái gì kia? Tớ chỉ cần thêm tay thôi. Hóa ra bạn chỉ cần một bàn tay thôi. Chà, bàn tay cùng các chấm và các đường ở vị trí hợp lý. Bạn đã thấy mặt của chú chim chưa? Đừng lo, bạn sẽ sớm thấy thôi. Cành cây sẽ tiết lộ nhân vật của chúng ta. Và đây là bàn chân nhỏ xinh này. Và lá cây màu xanh. Cảm giác thật yên bình. Bạn đã thấy chú chim chưa? Mình cũng sáng tạo lắm đấy chứ. Chà, nếu cậu muốn xem đến thế. Hết giày phải không? Oh. Tớ thấy cả hai bức đều rất đẹp. Chúng mình hỏi thầy xem nhé. Nghiêm túc hả trời? Mong là thầy vẫn ổn. Có vẻ thầy chỉ ngủ gật thôi. Thầy. Xong rồi à? Tốt lắm. Giờ thì cho thầy thêm 5 phút nữa. Thế cũng được. Mình cần thứ gì đó thu hút mọi người. Và mình đã biết rõ. Màu sắc bổ sung cho chiến thắng. Nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Nhưng gì chứ? Quả bóng này, trời chán quá. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Mẹ. Ôi, không phải lúc. Vâng ạ. Mẹ còn quá trời sơn chưa dùng kìa. Vậy là có cái cho mình chơi rồi. Con xin. Mình chẳng biết phải làm gì cả. Ok, mình sẽ thử một chút. Ủa, bảng sơn của tôi đâu mất tiêu rồi? David, con đúng không? Ù là trời. Mẹ ơi, con vẽ đây. Con gọi nó là nước ao. Đúng rồi. Con muốn vẽ bằng mặt hả? Thử lại đi, David. Wow, nữa này. Vui ha? Chuẩn không cần chỉnh mẹ ơi. Ừ, nếu con dùng ngón tay thì sao? Đang đến đây. Ha, đốm xanh đang đến đây cả nhà ơi. Giờ thì đến màu yêu thích của mình. Woohoo! Xong rồi. Nè mẹ ơi. Ôi, đẹp quá này con ơi. Nhưng hãy thử mẹo này nữa. Đối xứng có thể rất đẹp đấy. Và để chứng minh điều đó đúng là con tự mình làm tất cả đấy. Đó là một chú bướm lộng lẫy. Đường này sẽ khiến cho chú bướm thật sống động. Cùng với đường viền của cánh nữa. Bên kia nè. Đó. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần túy này đi. Và đó mới chỉ là bắt đầu thôi con yêu. Chúng ta vào bài học hôm nay nhé. Bài hôm nay rất là thú vị đấy. Nóng lòng quá à. Từ đầu tiên này, các con hãy viết từ này vào vở. Bắt đầu đi. Từ này dễ ở đấy mà. Đúng rồi, tập trung nhé. Con xong rồi, thầy thấy sao ạ? Cái gì vậy? Chúng ta thử lại nhé. Thử viết chữ cái R. Con hiểu rồi, con biết viết chữ cái đó. Đúng rồi, phải thế chứ. Được chưa ạ? Nghề gõ đầu trẻ đôi khi cũng chẳng hợp với mình chút nào. Khoan, cây treo đồ được đặt tiện lợi ở kia khiến mình nảy ra một ý. Điều này sẽ thay đổi tất cả. Đầu tiên mình sẽ viết chữ cái R, sau đó đổ bóng cho nó. Tiếp theo, mình sẽ vẽ một bông hoa xinh xắn, rồi đến khuôn mặt. Và thân mình này. Xinh quá đi mất, nhưng phải tô màu vào nữa. Mỹ thuật thú vị hơn đánh vần nhiều. Mình sẽ áp dụng phương pháp này. Giờ mình vẽ các giọt mưa. Con có thể vẽ viền cho áo mưa không? Wow, có ạ.
Con sẽ vẽ ngay. Vẽ thế này dễ hơn hẳn ạ. Wow, tuyệt vời ông mặt trời, thầy có thấy không ạ? Làm tốt lắm, thầy biết con làm được mà. Tặng tranh cho bé này. Cậu chỉ được thế thôi sao? Hả? Khoan, tớ chuẩn bị hạ gục cậu rồi, Jared. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé. Đừng làm cho con bò nữa. Nghe chủ đề này. Hôm nay thầy muốn các em vẽ một bức tranh. Thú vị đấy. Chán ỏm. Madison đang làm gì nhỉ? Mình chẳng nghĩ ra cái gì cả. Học vẽ vời làm gì cơ chứ? Nhưng thầy giao bài thì phải làm thôi. Nhiều sơn quá, biết chọn gì giờ. Thấy phiền muốn chết đi được. Chờ chút, cậu đã hoàn thành rồi à? Nghĩ đi nào. Có cách rồi. Mình sẽ dùng sợi dây chuyền. Mình đã sơn màu trắng cho toàn vẽ. Mình sẽ xếp các sợi dây chuyền theo vị trí và góc khác nhau. Sau đó mình sẽ nhỏ sơn lên toàn vẽ. Mình sẽ đan xen màu ở các rìa. Sau đó mình kéo dây chuyền qua vòng kim loại này. Sơn sẽ được kéo theo và tạo thành hoa văn độc đáo. Tớ biết, quả là một kiệt tác. Mọi người cứ vỗ tay đi. Cậu đang nói về cái gì cơ? Wow, đẹp dã man. Nhưng unicorn của tớ đẹp hơn. Cậu cũng biết mà. Jared, cách em phối màu, cảm xúc trong đó. Thầy biết là có một họa sĩ thiên tài ở đó mà. Cũng được Madison. Điểm của các em đây, phù hợp với bài làm. Hoan hô Jared, hoan hô. Nhưng em giỏi hơn cậu ấy. Tỉnh dậy đi gái, em yêu thầy lắm ạ. Sao mà lâu quá vậy trời? Thôi nào, nhanh lên chứ. Mình không thể chờ đây cả ngày. Cho qua nào. Úi, có bức tường chắn rồi. Nhột quá đi. Mình thích phòng nhà sĩ này. Jared, trật tự nào. Hả? Mẹ nói gì cơ? Dừng lại. Mình đến đây mỗi tuần được không ạ? Jared, đừng làm thế. Gì đây? Mềm và mịn như bông ấy. Cứ như đang được ôm gấu teddy to đùng vậy. Oh yeah, lên sàn. Từ từ đã anh bạn, ngồi xuống. Không nghịch ngợm nữa nghe chưa? Mình vẽ tranh nhé. Con thích vẽ lắm ạ. Xem nhé con yêu. Đầu tiên, mẹ sẽ vẽ các đường nhỏ trên giấy. Mẹ sẽ dùng các màu khác nhau và sắp xếp chúng theo đường tròn. Tiếp theo, mẹ sẽ dùng bút dạ màu đen chấm vào đỉnh của mỗi đường. Sau đó mẹ dùng bút ngòi mỏng để vẽ các đường nhỏ hơn. Trông giống như một nhóm bạn vậy. Mẹ sẽ cho các bạn nắm tay. Rồi mẹ sử dụng bút chì để vẽ bóng. Dùng ngón tay thoa nhẹ để nhìn tự nhiên hơn nhé. Con thấy thế nào? Rất đẹp phải không? Wow, hay quá đi mất. Đến lượt con đấy, con trai à. Xin lỗi đã để cô chờ. Chào cả nhà, mời vào trong. Bác sĩ chờ tôi một. Mà thôi khỏi, mẹ phải đi đây. Đi nào con yêu. Chậm thôi bố. Nhưng còn cuộc thi. Con muốn bức tranh phải hoàn hảo. Còn rất tài năng bé cưng à? Nhưng nhanh lên, mình phải đi thôi. Đồng hồ đang tích tắc. Đừng có giục con. Bố, chờ đã. Ôi không, con gái nhỏ của bố. Không sao đâu, có bố đây. Không phải, rách tranh của con rồi. Bố nhìn này. Đúng là rách tranh mất rồi. Còn cuộc thi thì sao chứ? Mấy giờ rồi nhở? Nghĩ đi, nhất định phải có cách xử lý. Đúng rồi, bố đến giải cứu đây. Bố sẽ vẽ tranh bằng hai chiếc bút. Giống như hình ảnh phản chiếu vậy. Không ngờ bố vẽ khéo thế này. Đó, xong rồi. Cũng đẹp phải không? Wow, con thích lắm ạ. Thôi, vào trong đi. Bố ở ngay sau con. Con đến đây rồi ạ. Wow, thật không thể tin được. Bố biết con sẽ làm được mà. Tất cả đều nhờ vào tài năng của bố.
Đã đến lúc tạo nên kiệt tác tiếp theo. Chắc là đủ sơn rồi đó. Giờ mình sẽ phết sơn ra. Chào bé cưng, tắm mát dễ chịu quá cơ. Mình sẽ sấy tóc luôn, cảm giác gió luồn qua kẽ tóc thật sảng khoái. Shalala, hứ, mẹ, cẩn thận chứ. Mình sẽ thử kiểu tóc mới. Ô kìa, mẹ, con thích chiếc mũ đó. Nhìn cũng chất trời đấy. Không. Mẹ, mẹ làm hỏng tranh của con rồi. Sao mẹ lại làm thế? Mẹ có biết mình đã làm gì không? Nghe được rồi, tất cả là tại mẹ đây. Con phải làm gì bây giờ chứ? Ôi con trai, mẹ xin lỗi nhiều, mẹ không nhận ra. Đừng buồn mà, mẹ sẽ sửa lại cho con. Mẹ nghĩ ra một ý hay này. Quan sát nhé. Mẹ sẽ đổ sơn acrylic lên một toàn vẽ. Mẹ sẽ đổi thành một hình tròn và mẹ sẽ dùng các màu sắc khác nhau. Sau đó, mẹ chiếu máy sấy tóc vào toàn vẽ. Vậy là chúng ta có hoa văn sóng. Sơn sẽ hòa vào nhau và tạo hiệu ứng đặc biệt. Mẹ, nó đẹp tuyệt vời. Đúng vậy ha, nhưng mẹ sẽ không làm được nếu không có máy sấy tóc. Wow, thông minh thật. Cách này hay quá, bây giờ con sẽ vẽ gì đó. Đúng rồi, phải thế chứ. Từ từ đã mẹ, con sẽ cần máy sấy tóc. Thôi cũng được. Tóc mẹ vẫn chưa khô hẳn, nhưng không sao cả. Bánh này nướng cũng không lâu lắm. Trong khi chờ, mình sẽ dọn dẹp. Mẹ ơi, nhìn này, nhà mình đi du lịch đi. Bãi cát vàng óng thật hấp dẫn. Mẹ thấy thế nào? Mẹ cũng muốn đi du lịch lắm. Nhưng để mẹ kiểm tra cái này đã. Mẹ đang hơi túng tiền. Có vé máy bay này, rồi đặt phòng khách sạn. Không, nhà mình không đi được đâu Jared ạ. Thật không công bằng. Không sao, con sẽ tưởng tượng mình đang ở trên đảo nhiệt đới. Mẹ rất tiếc con yêu. Mẹ có cái này cho bé này. Chắc con sẽ thấy vui hơn đấy. Nhìn cái này mà xem, vỏ sò trên bãi biển này. Khoan, đúng là đẹp thật. Nhưng mẹ đừng hòng mua chuộc con bằng một cái vỏ sò. Cứ tưởng là con sẽ tạm quên đi. Giờ mình phải làm gì đây? Chắc phải có cách chứ. Khoan đã. Hay là mình thử dùng giấy bạc này nhỉ? Mình sẽ bóp sơn lên toan vẽ và vo viên giấy bạc lại. Mình sẽ chấm nhẹ giấy bạc lên sơn. Việc này giúp trộn đều màu và tạo nên cấu trúc cho bức tranh này. Sau đó mình sẽ thêm một vài chi tiết như vỏ ốc này. Giống hệt như đang ở bãi biển, mình còn tưởng tượng thấy tiếng sóng vỗ vào bờ. Jared, nhìn mà xem, thật yên bình phải không nào? Wow, nhìn tranh này làm con muốn đi phơi nắng. Đẹp lắm mẹ ạ, nhưng nó đâu phải là kỳ nghỉ. Khoan, mẹ có một ý tưởng khác, mẹ sẽ gắn biển giao bán. Giờ thì chờ thôi. À ha, một tên khờ, à nhầm, một khách hàng có gu. Chuyện gì vậy trời, giàu to rồi. Như thế nghĩa là, trời đất ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, mẹ là số 1. Chờ mẹ với. Khi nào về nhà mẹ lại vẽ tranh tiếp nhé. Con đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo. Chúng ta sẽ đổ sữa vào cái bát này, rồi thêm vài giọt màu thực phẩm vào nè. Đầu tiên là màu đỏ, rồi đến màu xanh. Và dĩ nhiên là phải có màu vàng rồi. Giờ tớ cần một cây tam bông. Nhúng tam bông vào nước nha. Ôi, nhìn kìa, màu chuyển động kìa. Tớ có thể làm màu di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Giờ thì trộn các màu lại với nhau. Chán như con rán, mình nên làm gì đây ta? Biết rồi, trổ tài khéo tay thôi. Mình sẽ bắt đầu với sơn màu cam. Vẽ thật là vui, khó mà chán khi bạn có thể sáng tạo. Nhưng mà phải uống đủ nước nha. Thôi chết, mình nghĩ cái gì vậy trời? Rơi để sơn ra tay rồi. Bẩn quá. Phải làm sao bây giờ? Sơn lem đầy cái ly nữa chứ. Khoan, mình đúng là thiên tài. Được rồi, đã đến lúc bắt đầu với một cái ly sạch và ngón tay toàn sơn. Chắc là đủ rồi đó. Tiếp theo mình sẽ vẽ đường ngoằn ngoèo ở phía trên. Tốt, vẽ thêm vài đường nữa nè. Sau đó mình dùng bút lông vẽ một chút dưới đốm màu. Xong rồi, xinh quá luôn. Trông cứ như dây đèn nhỏ quấn quanh ly ấy. Trông đẹp hơn lúc trước bao nhiêu luôn. Không ngờ mình nghĩ ra được ý hay như vậy. Vào uống nước ép thôi nào.
có thế chứ. Chuẩn không cần chỉnh. Hai, cậu thấy áo khoác mới của tớ sao? Tớ mua hời lắm nha. Áo này đang khuyến mãi 50%. Kèo quá thơm phải không? Ờ, cũng tạm, không tệ. Nhìn nhìn áo khoác mới của tớ đây. Thế cậu thấy ốp điện thoại mới của tớ thì sao? Kim tiền lỗi mốt rồi gái ơi. Tớ có popit nè. Sao cũng được, tớ còn có vở nữa nhé. Tớ dán đầy hình dán luôn. Trái tim và ngôi sao và một que kem nhỏ nữa. Hả? Vở của mình trống trơn nhìn chán quá. Thế này không ổn tí nào hết. Phải có cách gì đó chứ nhỉ? Mình có bút lông nè. Khoan, đã có kế hoạch luôn rồi. Chuẩn bị bút viết bảng trắng và dao nè. Cắt phần đầu nhé. Và cắt thêm vài đường để nó trông giống trái tim. Ồ, nhìn xinh xỉu luôn này. Và giờ thì lấy vở ra. Mình sẽ dùng làm con dấu. Không chỉ dừng lại ở trái tim đâu. Xong rồi nè, vở của tớ đầy trái tim và sao nhé. Thấy không, tự nhìn cậu có chứ. Tớ còn không cần hình dán. Wow, cậu tự làm đây á. Con sắp phải trả lại que kem cho mình. Sao đường sóc thế này? Yeah, vẽ tranh thôi nào. Mình là họa sĩ. Nghệ thuật đỉnh cao là đây. Vẽ vui quá. Ôi không, mình làm dây sơ lên máy tính rồi. À đúng, thì cứ lau sạch thôi. Khoan, làm ra thấy ghê quá, chết rồi. Bây giờ lại còn loang lổ hơn nữa. Hồng lòe luôn. Chị sẽ tức điên lên cho mà xem. Chị tỉnh rồi. Bé đang làm gì vậy? Sao nhìn chị chăm chăm thế? Trông em lạ lắm nhé. Rất đáng ngờ đấy. Khoan đã. Laptop của tôi sao lại thành ra thế này? Toàn sơn hồng này. Có gì ở đây nhỉ? Ống hút à? Khoan, mình hoàn toàn có thể cứu vãn trò tai hại này. Ok, đây là chiếc laptop đáng thương của mình. Mình cần thêm sơn. Chuẩn rồi, thêm chứ không phải bớt sơn nha. Trắng và vàng nữa. Thêm chút tím, màu đẹp quá. Và thêm chút vàng ngả nâu nữa cho đa dạng. Ok, giờ thì cần đến ống hút nè. Mình sẽ bắt đầu thổi sơn. Dùng hơi để đẩy sơn loang ra khắp laptop nè. Cứ tiếp tục thôi, mình thiết thật nhiều màu sắc sặc sỡ. Hòa văn với các màu sắc trông thật thú vị. Wow, không ngờ chúng ta lại có thử tác thế này. Đẹp xỉu luôn, nhìn giống như những làn sóng. Không ngờ kết quả lại xuất sắc thế này. Wow, nhìn máy tính của chị kìa, ngầu quá. Thêm một tầng nữa là xong nè. Không, đổ mất rồi. Mình chơi trò này chán ghê. Khoan, có sơn ở trên kia à? Yeah, chuẩn rồi. Và khung tranh nữa, chị bỏ quên rồi. Mình sẽ trổ tài hội họa. Chị đâu rồi ta? Mình không muốn bị bắt đâu. Không, cửa đóng then cài rồi. Vẽ thế nào? Mình thích màu hồng này, tươi ghê. Ai mà vẽ giỏi quá ta, xuất sắc luôn. Đây rồi, đã có đủ đồ dùng cần thiết. Gì? Vậy? Trời! Chị ơi, em đang vẽ, có đẹp không ạ? Đẹp, đẹp muốn xỉu. Phải làm sao bây giờ? Thằng bé làm hỏng toàn vẽ mất tiêu rồi. Chuẩn! Giải pháp trong tầm tay nè. Được rồi, đã có toàn vẽ. Chữ A ngay ngắn nhá. Tới sơn nè, mình sẽ dùng màu thằng em dùng. Xanh dương bên này, mình cần thêm màu xanh và chút vàng. Tất cả các màu, đã đến lúc dọn dẹp với bọt biển nào. Đùa thôi, đây là một cách vẽ đấy. Mình muốn dùng bọt biển để chấm tất cả mọi màu. Có trường lên băng dính cũng không sao. Hóa ra chấm chấm thế này vui phết. Nhưng không thể nhanh thế được. Đây là nếu bạn muốn làm cẩn thận. Hiểu, xong rồi nè. Cuối cùng mình cũng phủ màu lên toàn bộ toàn vẽ. Bóc băng dính ra là coi như xong. Bóc dễ quá ha. Wow, đẹp thật đó. Bá đạo trên từng hạt gạo. Wow, đỉnh của chóp chị ơi. Chị vẽ giỏi thật đấy. Vẽ cho em với. Sao len dối tung lên thế này? Wow, bà ơi, nhìn nè. Thôi xong, len của bà. Lộn xộn quá. Không không không, tranh của con hỏng mất rồi còn đâu. Bà ơi, len của bà làm đổ sơn rồi. Khoan, len. Quả
cuộn lên. Tất nhiên rồi, đằng nào nó cũng dính ra rồi, mình sẽ làm chuyện này. Nào nào, sơn đen đã phủ đầy toàn vẽ, giờ thì đến len ánh vàng nè. Mình sẽ đặt len trên khắp toàn vẽ và thêm ở đây nữa. Thế là xong, đều trên khắp toàn vẽ luôn. Tiếp theo, mình sẽ cần dán các đầu len chưa có sơn lại. Sẵn sàng chưa? Kéo toàn vẽ lên nào. Ấy chà chà, len tuột xuống rất gọn. Cháu bảo tạo nên tác phẩm ấn tượng quá luôn này. Con đúng là họa sĩ giỏi nhất của bà đấy. Đây cũng là bức đẹp nhất của con. Cậu ấy xinh thật. Để xem mình có thể gây ấn tượng với cậu ấy bằng tài năng hay không. Mình sẽ bắt đầu với tranh dương. Cũng cần các màu khác nữa. Dĩ nhiên là phải tô trái tim tình yêu này màu hồng rồi. Đó, nhìn tranh là cậu ấy sẽ hiểu ngay tâm ý của mình. Không biết cậu ấy có thích không? Cậu vẽ tặng tớ à? Thôi thôi, bỏ đi dùm. Không, mình không muốn thấy phản ứng đó. Không thể dùng được. Ủa? Thôi xong, sơn len đầy tay mình luôn rồi. Chả như con dán, đang lâng lâng mà ngã cái rầm. Thôi đi rửa tay cho sạch không lại dây khắp nơi. Chắc chắn phải rửa xà phòng mới giặt được. Mà chờ chút. Wow, đẹp chứ kìa. Bọt xà phòng có màu do sơn nè. Bắt đầu tạo kiệt tác thôi. Mình chuẩn bị một bát nước và nước rửa bát. Tất nhiên phải phun cả sơn vào rồi. Giờ thì khuấy đều lên bằng que kem nè. Ok nha, hơi có bọt nổi lên rồi. Nhưng mình cần nhiều bọt hơn. Dùng ống hút để thổi nào. Wow, bong bóng nổi lên quá trời luôn. Nhớ là thổi nha, đừng có hút. Ok, tạm biệt ống hút. Bây giờ hãy đặt tờ giấy lên mặt bát có bọt như vậy thôi. Wow, bong bóng hiện trên trang giấy nè. Chào cậu, tặng làm thiệp này cho cậu nè. Cậu làm cho tớ hả? Wow, đẹp thật đấy. Đúng màu xanh tớ thích nữa. Ôi trời ơi, cùng tớ đi vào lớp nhé. Thành công mỹ mãn luôn. Ngọt quá trời, làm mình được truyền cảm hứng lắm luôn. Chuyện gì ở đây thế nhỉ? Em biết luật mà cô bé. Cấm ăn kẹo. Ai lại cần nhiều đường như thế chứ? Cục kẹo này sao thế? Em muốn giải thích không? Xịn cô nhỉ? Em tự làm đó ạ. Làm cô tò mò đấy nha. Hôm nay có gì mà đông vui vậy? Cái gì thế? Cô hiệu trưởng. Cấm ăn kẹo nhá. Giờ hai cô trò sẽ bị phạt. Không, khoan đã. Wow, nơi này là sao? Chú ý giúp tôi nào hai cô trò. Đến lúc cầm họa cụ lên rồi. Tiếng chìm hót đấy nha. Và đây là thử thách vẽ đầu tiên. Để coi. Cái khăn. Vòng này cũng không khó lắm. Cái gì? Có phải thứ mình đã nghĩ không? Biến khỏi đây coi, con chim hâm. Ít nhất thì mình cũng không bận rộn như cô. Thật ra, mình có cái này để giành lợi thế này. Sao lại có cái này ở đây chứ? Kệ xử đi. Đang nói cái gì nhở? Hả? Đùa mình hay gì vậy? Ok, đây rồi này. Đồ của mình. Chán chưa? Lại một quyển sách dở òm. Bỏ tay luôn. Kính bơi hả? Chả có cái gì hữu ích hết á. Sao lại có công thức toán? Mình đâu có hiểu mấy cái thứ này. Mà nghĩ lại thì mình có thể dùng số để vẽ. Khi vẽ xong phần thân thì mình có thể dùng một vài con số thần kỳ á. Và trên đầu nữa. Bắt đầu giống một chú chim rồi này. Đợi đến khi tớ tô màu này. Cậu ổn chứ bé chim xinh xẻo? Tớ sẽ cho cậu những chiếc lồng vũ đáng yêu. Lồng vũ màu cầu vồng đó nha. Xong rồi nhé. Cậu thấy sao ạ? Trong hình có các con số á cô? Đẹp tuyệt. Còn cô? Tôi đang gặp chút chuyện xui xẻo ạ. Nãy giờ tôi vẽ được vậy thôi. Em thắng vòng này Annie ạ. Yay, chào em ạ, em xin.
Sao tôi có thể vẽ khi bị vậy chứ? Đáng lẽ mình phải nghĩ tới vụ này. Thử thách tiếp theo đã tới rồi đây. Cô từng nhìn thấy rất nhiều quả táo rồi và cô biết cách bắt đầu đó, và một vòng tròn hoàn hảo cực kỳ quan trọng. Nhưng vẽ cái cảnh ở đâu nhở? Vòng tròn này chiếm trọn tờ giấy rồi. Dùng giấy hình vuông nào. Tìm cái gì lấy cảm hứng thôi. Khoan, mình nhìn thấy một quả táo hoàn hảo. Hình như cô đang tập trung chuyện khác. Triển nào bà con. Nhiệm vụ bất khả thi quả táo bắt đầu. Mình đã có hàng đây rồi. Cắt một đường gọn gàng là được. Hả? Con bé Annie làm gì thế? Này em kia, ngồi xuống. Em xin lỗi. Trời ơi, suýt thì được rồi. Thôi thì biết gì vẽ đó vậy. Ví dụ như từ apple này. Dễ ẹt luôn. P-P-L-E. Mà chờ chút. Nếu mình chia từ này thành 5 hoặc là một quả táo. Mình sắp vẽ xong luôn rồi này. Ok, vẽ to gấp 5 lần luôn này. Ai biết những con số có thể tạo ra một nửa trái táo chứ. Chả biết được ban đầu nó là một con số luôn. Nhất là khi bạn chưa tô màu. Khi hòa màu đúng thì quả táo sẽ nhảy khỏi trang luôn. Không thể quên cái cuống nha. Tạo một chút chiều sâu này và thêm chút chi tiết nho nhỏ nữa. Và quả táo này trông ngon quá trời rồi. Các bạn đồng ý chứ? Ta-da! Xong rồi đây. Cô cũng thế. Nhìn thật quá. Còn hình này. Chán. Chả, vòng này dễ rồi. Hoan hô Annie. Thắng rồi, tuyệt. Ước gì mình có táo thật nhỉ. Cổ cũng thế. Có người ăn sạch quả táo này rồi. Ha, may mà quả của em tươi giói. Bé cưng của mẹ ơi, đẹp trai ghê. Hay là hai cô trò vẽ bé nhà tôi nhé. Dô. Lên luôn. Mình là chuyên gia về cún đấy. Cún có đầu, thân và bốn chân này. Nhưng nhìn nó hơi bị chán nhở. Phải thử lại lần nữa mới được. Phải to hơn một chút mới được. Vẫn xấu. Không. Vẫn xấu ỉn. Này. Hả? Cái gì? Bình tĩnh. Này, mình có ý tưởng rồi nha. Mình sẽ vẽ bằng bàn tay. Vì khi mình có nét rồi thì mình có thể sáng tạo với các chi tiết. Tin cô đi, thầy nào cũng xịn lắm các em à. Thấy chưa? Giờ chỉ cần chút màu mè thôi. Và cậu nhóc này sẽ cần chút màu sô-cô-la ngọt ngào. Không thể quên cái lưỡi màu hồng nha. Đặc điểm của mấy chú cún mà. Ta-da. Thấy ok không nào? Giống nhau quá trời luôn. Còn của em. Annie ơi. Cái gì? Không vẽ sao? Vậy là cô thắng rồi cô em à. Nhìn ngon quá trời luôn. Cảm ơn. Cún sô-cô-la đó. Mình sẽ bắt đầu với em này. Nhìn ngon quá. Béo thật đấy. Bất công quá. Bình tĩnh nào em, lấy một đi. Ôi, thật đã. Em xin. Đúng rồi. Chúng ta vẽ kiểu siêu thực nào. Các cô. Này. Chúng tôi xin lỗi cô. Chúng tôi sẽ vẽ cái tay sao? Dạ rồi ạ. Mình có kế hoạch rồi. Để coi. Cái này được nè. Nhưng cái này còn xịn hơn. Tuyệt. Giúp tớ một tay nha bố. Còn bây giờ mình chỉ cần vẽ theo đó mà thôi. Vòng này đơn giản như đang giỡn. Này nhìn nè. Đợi một chút. Thật luôn hả? Ok. Cái này vui quá ta. Thật ra thì biết rồi. Ngoan quá. Hả? Annie.
Hả? Chả, kỳ cục thế nhở? Cô có giấy tay không ạ? Hả? Thôi đi, cô đang cố vẽ đó nha. Ừ. Khoan, biết sao không? Thể nào cũng hữu ích cho xem. Hội họa được truyền cảm hứng, chứ không phải sao chép. Những ngón tay vặn vẹo này là mình nghĩ ra rồi nè. Nêu đỏ không bao giờ lỗi mốt nhỉ. Bắt đầu thành hình rồi này. Hoàn thành nhé. Cô hiệu trưởng đi đâu rồi? Ừ, thôi kệ. Nào, giơ tay lên. Ok. Wow, sao cô vẽ được đẹp vậy? Của mình nhìn chán như con rán á. Mẹ. Ôi là trời, quá đẹp. Cô đang vẫy cái gì vậy? Là quà cho cô chứ đâu. Ui, món này là quá đỉnh. Cô là nữ hoàng hội họa này, thích không? Tuyệt quá. Đừng có mơ nhé. Xin chào cả nhà, hai cô trò vẽ cái này được không? Giờ bắt đầu thôi. Cái này đơn giản như đang giỡn. Hồng là tên của vòng này đấy nha. Oh yeah. Đầu tiên là cốc giấy này. Mình thích nhất hồng pastel á. Ừ, con bé còn chẳng thèm đo nữa. Hình như là khoảng 12 cm. Và giờ tới phần ngon lành nhất. Tuyệt quá. Nhưng hình như màu xanh lá hơi sai rồi. Sao cơ? Sao lại là kem chứ? Wow, em đâu có định vẽ cái này. Em thích ăn rau à? Đúng là nghiệp dư. Cô thấy càng thật thì càng tốt. Bắt đầu với muỗng kem to và béo ngậy. Màu sắc luôn là bước thứ hai. Như vậy mới có được một hình vẽ đẹp. Hiểu ý cô chứ? Không được vẽ sai mấy chi tiết nhé. Thấy không? Kem đó, được viết ngay trên cốc luôn. Và giờ là lúc tô màu. Cốc kem này làm mình đói ghê. Khi bạn vẽ thật tâm huyết thì đây chính là thành quả. Sắp được rồi, chỉ một chút chi tiết nữa là được. Và đây, sắp xong rồi. Hãy chiều đãi thị giác của bạn nào. Hả? Để tôi coi nào. Đây mới là tuyệt tác chứ. Nè, dạ. Wow, nó biến hũ kem này thành hàng thật này. Đây chính là phần thưởng tuyệt nhất. Như tra tấn luôn. Mình ghét súp lơ lắm luôn. Eo, vị như cây vậy. Cô đang rất hóng thử thách tiếp theo à nhá. Bánh xe xoay kìa. Có rồi đây, nó chỉ vào hồng hạc. Chủ đề này cũng không sôi nổi lắm. Các em sẽ làm gì nào? Hồng hạc à? Tớ chưa từng thấy con nào ngoài đời cả. Bó tay trong com, mình chả có cơ hội thắng thử thách này đâu. Phải làm gì đây? Chúng màu hồng nhỉ? Chắc là thế. Không ý tưởng đó chẳng khả thi. Bực mình quá, mình chẳng biết phải làm sao cả. Khoan, tay mình dính cái gì đây? Là sơn sao? Chán chưa, giờ tay mình dính đầy sơn hồng rồi. Ủa, đợi xíu nào, hình như mình có ý tưởng. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình dùng dấu bàn tay nào. Wow, hơi bị ngầu luôn, và tớ cũng nảy ra ý này. Tớ sẽ vẽ xung quanh tay. Giờ điều chỉnh bản phát thảo này, phải thêm mắt và mỏ nữa. Tô màu cho mỏ trước này vì nó màu đen. Và giờ tô những chỗ còn lại, hường huệ thật sự. Tớ sẽ liên tục tô tới lui như thế này với cây bút màu. Màu hồng khắp nơi luôn, mà mình cũng sắp xong rồi. Cây bút dạ quang màu hồng nè, tận dụng nào. Đến lúc biến bàn tay của mình thành một chú chim nhiệt đới rồi. Mình sẽ dùng ngón cái để làm đầu chim. Đây là cái mỏ đen, và giờ là mắt rồi đến chân. Chân thì vàng và mảnh, thế là xong. Nào cả lớp, cho cô xem dự án hồng hà của các em nhé. Đây là tranh vẽ hồng hà của em. Của em đây thưa cô, y như cô yêu cầu ạ. Chúng ta có một bức tranh toàn thân và một bức chân dung nhỉ? Cả hai em đều vẽ rất đỉnh của chóp luôn. Ơ kìa, tay cậu dính đầy màu luôn. Xin lỗi cậu nhiều nhé. Cậu nghĩ thử thách tiếp theo sẽ là gì? Ok là, các em sẵn sàng chưa? Hình như chủ đề lần này là cậu bé đó. Cô rất muốn xem các em chuẩn bị làm gì.
Nói thật thì em thấy thử thách này chán hòm. Hả? Ôi không, mình hết bim bim rồi, gấp đôi chán hòm luôn. Chà, phải làm gì bây giờ ta? Chờ chút bà con ơi, giờ đĩa của mình trống trơn rồi. Chuẩn, thể nào cũng thành công, kế hoạch này hơi bị xịn luôn. Cũng đang làm cái trò con bò gì với đĩa và bút dạ thế? Chả hiểu thế nào, sao lại vẽ lên đĩa thế kia vậy hả? Là bò trắng răng, tớ biết mình đang làm gì mà, vẽ cho xong anh bạn người que trên đĩa nào. Con trai à, mình nên vẽ gì nhỉ? Lại chơi đùa với từ nào, mình thấy cách này khá hiệu quả. Ok, bôi là con trai nhé, giờ bắt đầu biến hóa thôi. Cho cậu chàng một cặp kính và ít tông nữa. Ổn thì áp, không được quên tai nha. Cằm, mũi và miệng nữa. Ngon lành, đã xong người que. Anh chàng này cần một quả bóng bay. Đấy, phải có dây để giữ bóng nữa này. Có gì trong răng mình thế? Bực hết cả mình. Chả lấy được, hay uống chút nước xem nào. Có vẻ đỡ hơn rồi đấy. Tớ nghĩ tóc màu cam rất hợp với cậu. Thêm vài đường nữa là có tóc soái ca rồi. Ok, cậu thích áo xanh lá không? Hơi bị hợp đó. Xong xuôi. Không, cậu làm đổ nước lên chàng trai của tớ này. Cậu ấy chết đuối mất, phải làm gì để cứu nguy thôi. Không không không, người que ơi, đừng hoảng nhé. Khoan, có chuyện gì đó đang xảy ra. Chàng người que của tớ lạ lắm. Đúng rồi, cậu ta không thể chết đuối vì nổi được á. Chết nghi nước cát, thích quá đi, cậu sáng tạo lắm luôn. Tớ thắng vòng này sao, tuyệt vời ông mặt trời. Ok, lại coi bánh xe tiếp nào. Ồ, các em thấy gì không? Lần này vẽ cuốn nhé. Em biết phải làm gì rồi ạ? Trong mũ của em nè. Ủa, gài cao su sao? Ở đâu ra thế này? Chắc chắn là đâu đó trong này mà. Khoan, có phải đây là thứ mình cần không? Chả phải, lâu rồi mình có chơi đâu. Coi nào, cái mũ của mình như túi ba gang thế. Là đồng 25 sen à? Cậu đang tìm đồng xu sao? Ồ, có xu cho tớ nữa à? Cảm ơn bạn Hiền. Phiều, ai mà ngờ được mũ của mình lại chứa nhiều đồ thế. Ok, mình cần cây bút này. Chả hiểu gì luôn, cậu làm gì với đồng xu thế? Tớ dùng xu để vẽ mấy hình tròn trên giấy mà. Tớ vẫn chưa thông. Khoan, mình có cách rồi. Các em phải vẽ hết sức mình đấy. Ok, mình cần chùm mũ lên đầu cái đã. Tí gặp lại nhá. Chào gái, chị cho em đồng xu này đổi lại em cho chị mượn cuốn nhé. Cảm ơn. Úi trời ơi, cuốn nhà ai mà cute phô mai que thế này. Tên em là Patrick. Cười nè, chị chỉ cần chụp vài tấm hình thôi. Đáng yêu kìa. Em nên làm người mẫu á. Chào em này, cảm ơn em nhiều nhé. Tớ đã tô màu hình oval, nhưng để lại một chấm tròn nhỏ. Tớ cũng thêm những đường và chấm bé xíu rồi. Giờ vẽ đầu này, và hai mắt nữa. Sắp thành hình rồi đó mọi người. Không thể quên đôi tai nhé, chú chó nào cũng cần tai hết mà. Và cả thân mình nữa. Cuối cùng là đuôi đáng yêu, giờ tô màu được rồi. Tớ nghĩ tai của cậu chàng phải màu nâu mới chuẩn. Cả chân và má nữa, xong. Phiều, mình về rồi. Và không ai phát hiện là mình chuồn đi cả. Phải chuyển nhanh nhanh mới được. Cô ơi, em xong rồi ạ. Đây là bức vẽ chú chó của em. Em cũng xong ạ. Trời đất ơi, khuôn mặt thiên thần kia cưng xỉu luôn. Em thắng nhé. Cái này có phải hình vẽ đâu cô. Chúng ta đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo rồi. Ồ, cô thích nhảy múa lắm. Thế là các em chuẩn bị được vẽ nghệ sĩ ba lê đấy. Khoan, cái gì ạ? Sao tụi em vẽ cái đấy được hả cô? Nhìn tớ cái gì, tớ còn chưa xem ba lê bao giờ. Khoan, tớ biết rồi. Tớ sẽ dùng tờ giấy này, gấp đôi nó lại như vậy. Cậu đang làm cái gì đấy? Gấp origami à? Có vẻ hay ho nhá. Biết mà, nhưng phải đảm bảo rằng giấy được gấp chính xác nhé. Tớ sẽ gấp đôi ở giữa như vậy, rồi gấp vào trong thêm lần nữa. Mở ra sau đó gấp hai góc xuống, đỉnh. Giờ gấp cái vạt ở đáy vào trong, cả hai mặt luôn nhé. Ngon lành, nãy giờ tớ gấp chuẩn phết, đúng là nghề của tớ. Giờ gấp ngược hai góc này xuống, cả góc ở đây nữa. Sao xong rồi đây? Một tẹo nữa thôi, hai mặt này phải gấp lại nhé. Đấy, làm được rồi, tớ đã gấp giấy thành một cái thuyền bé xinh. Cậu nghĩ sao này, có thích không bố? Đấy, đỉnh của chóp, thêm một cặp buồm nữa cho thuyền nhé. Nhưng cái này liên quan gì nhảy nhót? Ồ, vì thuyền nhảy trên sóng khi nó ra khơi á. Ủa gì đây? Tớ chả hiểu ý tưởng của cậu là sao luôn. Lạc đề rồi má ơi. Bạn em nói đúng đấy. Thế không? Hình trên vòng quay là người múa ba lê chứ có phải thuyền đâu. Dạ rồi, nhưng em nghĩ em vẫn làm được gì đó với origami. Ơ, cậu lại gấp thuyền hả? Vì không hiệu quả đâu nhá. Không có phải thuyền đâu. Nhìn nè, lần này tớ làm kỳ lân. Kỳ lân tiến lên, em đỉnh nhất đó. Vẫn không phải ba lê. Ừ rồi, cũng nói đúng. Nhưng tớ có cách. Quá tam ba bận này. Giờ tớ sẽ dùng hẳn hai màu thể nào cũng ổn áp.
Cậu làm gì đấy? Wow, khó dã man. Học ở đâu mà đỉnh vậy? Cậu ấy gấp nhanh quá, mình không theo kịp. Tuyệt, xong rồi này, tớ gấp một đóa hồng xinh đẹp á, tặng cậu. Đáng yêu chứ này, không ngờ cậu lại tặng tớ đấy. Nhưng mình nên làm gì ta? Biết rồi, chỉ cần gấp giấy từ đầu thôi. Mình sẽ dùng cạnh của thước để nâng cấp thẳng thớm. Khúc này khó nha, các bạn phải mở góc như vậy. Và cả bên này nữa. Ok, vẽ vời chút nào. Chỉ cần vẽ một nghệ sĩ ballet bé xinh lên giấy thôi. Đáng yêu thật đấy. Ok, mình phải vẽ trong này nữa. Nhớ vẽ đầy đủ mặt và tay ở đây nha. Và làm tương tự với bên kia nữa. Khi đã xong, mình chỉ cần giống vậy với cái vạt dưới chân. Cho thêm chút màu sắc thì cô bé sẽ xinh lên đấy. Nhưng không thể quên tô màu ở các vạt nhé. Và cái váy xòe của cô nàng nên có màu xanh dương. Yêu quá. Xanh ở đây và xanh ở đây nữa. Tuyệt, tớ hoàn thành tác phẩm rồi. Ta-da. Này, để tớ cho cậu xem tranh của tớ hoạt động thế nào nhé. Nếu tớ gấp mấy cái vạt lên và xuống thì cô bé sẽ nhảy. La la la, xem cô ấy nhảy kìa. Xinh xẻo dã man. Wow. Wow, cực kỳ ấn tượng. Em thắng rồi. Tuyệt, mình biết ngay mà. Nhưng... Chà, chuẩn bị sách vở để vào lớp thôi. Wow, hay quá đi mất. Mình nên chọn kiểu tóc nào đây? Không, xanh không hợp. Kiểu này được này. Chúng ta sẽ chọn số 3. Chẳng hiểu đây là cái gì. Thả ra, của tớ mà. Cho tớ xem một tí. Wow. Chuyện gì vậy? Cuối cùng các em cũng ở đây. Chào mừng đến với thử thách vẽ. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Đầu tiên chúng ta có nổi trống lên. Chủ đề cầu vồng. Wow, em thích cầu vồng. Thôi làm cho xong đi vậy. Mình cần lấy một thứ trong túi. Mình cũng kiểm tra túi. Có gì đây ta? Túi của cậu đấy á. Mình có thể dùng tiền cho bức tranh. Ê, quên mình có cái này. Vẫn thơm lắm nha. Cậu đang đùa tớ à? Tớ beautiful mất thôi. Tớ đùa thôi mà. Tớ chỉ cần một chiếc bút. Tất nhiên là bút khảm kim cương rồi. Cái này đâu ra vậy? Mình đã nghĩ ra một ý tưởng. Này candle, bỏ nó ra xa khỏi tớ đi. Phát khiếp. Ok, đầu tiên tớ sẽ gấp một tờ giấy. Tớ sẽ đặt hộp thiếc đựng bút lên và vẽ một hình tròn quanh miệng. Sau đó tớ sẽ vẽ một khuôn mặt. Bắt đầu với đôi mắt này. Tớ sẽ vẽ miệng cười trên nếp gấp. Nụ cười đáng yêu quá. Giờ tớ sẽ mở tờ giấy ra. Tớ sẽ dùng tập tiền này làm thước kẻ. Nối hai đường lại này. Đã đến lúc tô màu rồi này. Tớ muốn dùng các màu sắc thật tươi tắn. Và tớ sẽ vẽ cầu vồng bên trong miệng. Giờ tớ có thể gấp giấy lại như cũ. Đẹp quá đi. Hãy xem này. Dễ thương lắm đúng không? Wow, cô cũng há hốc miệng luôn. Britney vẫn còn chưa bắt đầu nữa. Phải có gì đó cho mình dùng chứ. Này, mình tìm thấy phấn cũ. Mình chắc chắn có thể sử dụng phấn. Mình chỉ cần chiếc búa thân quen. Mình sẽ cắt một khuôn tô hình con bướm. Mình sẽ đặt nó lên một tấm bìa màu đen. Tiếp theo mình đặt phấn vào khuôn. Sau đó đập nát phấn ra. Oh yeah, thấy đã ghê. Việc này làm mình thấy bớt căng thẳng. Giờ mình có thể bỏ khuôn tô ra. Vậy là mình có một chú bướm xinh đẹp. Xuất sắc lắm các em. Em biết. Quyết định này thật khó khăn. Nhưng Britney thắng. Thật ạ? Wow, em cảm ơn. Chẳng công bằng gì cả. Này, đừng buồn mà, tớ thích tranh của cậu. Này, không khí thật lãng mạn. Thử thách tiếp theo đây. Một hình trái tim. Để truyền cảm hứng cho các em, cô đã mời khách đặc biệt. Nhìn sang bên trái kia kìa. Xin chào các quý cô. Anh gọi đây là ngọn lửa cháy âm ỉ. Xỉ, may mà mình đã mang theo máy thổi gió. Đẹp trai quá. Này, tớ thấy anh ấy trước. Phải thắng vòng này mới được. Mình phải tạo nên thứ gì đó đặc biệt. Đưa trái tim đây này. Thêm nữa đi. Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể. Tôi không chịu được áp lực đâu. Của cô nè. Đúng thứ mình cần rồi. Brian như soái ca vậy. Tụi mình sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Ok, vào việc thôi. Đầu tiên là một thông điệp lãng mạn. Đây chính là tiếng lòng của người con gái này. Tiếp theo, mình dùng bút vàng vẽ viền xung quanh. Thêm vài ngôi sao này. Mình đã viết thông điệp lên các trái tim khác. Mình sẽ chọn trái tim này. Gấp hai bên vào. Mình sẽ miết chặt để tạo thành nếp. Giờ thì gấp phần đỉnh xuống. Vậy là thành một bao thư nhỏ.
Mình sẽ dùng nhãn dán để đóng lại. Mình đã làm các bao thư khác. Đây là một bộ sưu tập thư tỏ tình tí hon. Móc khóa này siêu dễ thương luôn. Wow, nhìn đẹp thật đấy. Thử thách này có vẻ khó hơn mình tưởng. Mình vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì. Ok, thử nào. Mình sẽ vẽ một trái tim. Nhưng đây không phải là trái tim thông thường. Một trái tim độc đáo và dễ thương. Chào đằng ấy. Anh đã phải lòng nàng vô gia cư. Còn bức tranh này hơn cả lời muốn nói. Hoa cho người đẹp. Wow, đúng là một quý ông. Còn gì đây? Tặng cho anh sao? Tuyệt đẹp và đầy tài năng. Tài sắc vẹn toàn. Anh có một thứ cho em. Trái tim em loạn nhịp rồi. Ừ, anh hay thấy phản ứng đó lắm. Có gì cho em không? Im lặng đi, Hoa đã có chủ. Cũng tiện tay ghê. Đùa chút xíu thôi mà. Thử thách tiếp theo là cọ vẽ. Britney đâu? Đừng nhìn em chứ. Thôi kệ đi, vẫn cứ bắt đầu nhé. Làm đi nào. Vòng này cũng dễ ợt. Alo, cho tôi đặt hàng nhé. Dịch vụ tốt thật đấy. Thích mua sắm ghê. Thích nhất là mua sắm thả ga. Ok, chúng ta đập hộp thôi nào. Sao người ta nhét vừa vào hộp này được? Nặng dã man. Nhưng đúng ý mình. Mình không cần cái hộp này nữa. Xin lỗi, em đến muộn. Ôi trời ơi, đấy là giấy vệ sinh đấy à? Hả? Cậu đang nói về cái gì cơ? Ồ, phải. Úi, xấu hổ quá đi mất. Tớ đã bỏ lỡ gì? Khoan, tớ cần làm một việc đã. Dừng lại đi. Oh yeah, đã quá mẹ ơi. Oh, dùng tăm bông luôn. Tớ không cần cọ vẽ đâu. Bẻ cây tăm bông làm đôi. Sau đó tớ quấn giấy vệ sinh ra ngoài. Tớ quấn chặt tay một chút này. Tiếp theo tớ sẽ bọc trong giấy bóng màu xanh. Thế này này. Tiếp theo đó tớ cần một nhãn dán. Nhãn dán sẽ giúp tớ cố định. Ok, đấy. Tớ sẽ nhét nó vào ống trong suốt này. Vậy là được rồi. Tớ sẽ nhúng một đầu bông vào sơn hồng, giống màu của giấy bóng cuộn bên trong này. Sau đó tớ sẽ trà đầu bông lên tờ giấy. Khi đã hoàn thành màu hồng, tớ sẽ đổi tăm bông khác. Đến màu xanh dương này, tớ sẽ để sơn ngấm vào tăm bông. Và tớ có thể tiếp tục nhiệm vụ vẽ tranh. Cái quái, đã bắt đầu rồi hả? Hãy chờ mà xem đây này. Tớ có kế hoạch lớn. Tớ chuẩn bị tạo nên một kiệt tác đấy. Hoàn thiện rồi. Hả? Sao cậu lại làm thế? Em thua. Em xin lỗi, em lỡ tay thôi. Xin lỗi nha, cô cần bổ sung kali ấy mà. Đây là thử thách tiếp theo. Thực hiện thử thách nãy giờ cũng đói ghê. Mua gì đó cho tôi ăn đi. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Nhìn đã muốn chảy nước miếng rồi. Thử gì trước đây ta? Wow, nhìn hấp dẫn quá. Tớ muốn ăn. Bỏ ngay cái tay của cậu ra. Không muốn cậu động vào thức ăn của tớ đâu. Thôi mà, cậu không ăn hết được đâu. Rồi, cho cậu quả trứng này. Bắt lấy. Wow, từ từ, đừng làm rơi. Suýt thì mất ăn. Cảm ơn nhé. Tớ sẽ đập trứng vào một cái bát. Tớ sẽ tách riêng lòng đỏ trứng. Tớ sẽ cho lòng đỏ vào một bát khác. Tớ sẽ dùng ngón tay chọc cho nó vỡ ra. Cảm giác nhớt nhớt. Tiếp theo, tớ cần một lượng dầu nhỏ. Thêm một chút xíu nữa. Giờ thì khuấy đều lên. Tiếp theo tớ dùng xi lanh hút hỗn hợp này. Có xi lanh thì làm sẽ dễ hơn. Và cũng không lo giấy bẩn. Tớ sẽ bơm hỗn hợp trứng vào sơn dạng bột. Không cần nhiều đâu. Chỉ cần vài giọt thôi. Mình sẽ dùng một chiếc cọ để trộn trứng với sơn. Chắc là được rồi đấy. Giờ mình sẽ lấy vỏ trứng và bóp nhẹ như thế này. Mình muốn bẻ vỏ trứng thành các mảnh nhỏ. Mình sẽ lấy một mảnh vỏ này và sơn nó màu xanh dương. Mình rất thích màu này. Mình đã vẽ một bình hoa, giờ mình sẽ dán vỏ trứng lên đó. Sau đó gắn các bông hoa. Bụng no căng rồi, không ăn nổi nữa đâu. Khoan, có lẽ mình đã ăn quá nhiều. Wow. Úi, xin lỗi nhé. Được thấy cũng đỡ. Mình không muốn lãng phí thức ăn. Nhưng mình có thể dùng bông cải này. Mình đã sơn màu xanh cho một tấm bìa. Và mình sẽ dùng bông cải xanh làm cọ vẽ. Mình sẽ chấm sơn lên khắp tờ giấy. Dùng các màu sắc khác nhau này. Mình đã vẽ được tán lá nhiều màu. Em xong rồi. Đẹp thật đấy. Cô thích lắm. Đầy tính sáng tạo. Quyết định sao đây ta? Khó quá. Nhưng Kendall thắng. Yes. Tớ là đỉnh nhất. Ok. Tém tém lại dùng Picasso. Whee! Nhìn nó xoay kìa. Nhìn lên chủ đề tiếp theo đi nào. Hồi hộp thật đấy. Cô đang đùa ạ? Em chẳng hiểu là tụi em phải làm gì nữa.
Ồ, áo sơ mi bị sổ chỉ mất rồi. Có một sợi nữa này. Chỉ cần thế thôi. Có khi dùng được cái đó nữa. Mỹ phẩm. Chắc Kendall sẽ không biết đâu. Cơ hội đây rồi. Cứ giả ngơ thôi, không có gì đâu nhé. Lấy được rồi này. Mình sẽ kéo chỉ qua thỏi son, rồi đặt sợi chỉ lên sổ tay. Mình sẽ xếp nó theo hình gợn sóng. Sau đó mình đóng cuốn sổ lại, rồi kéo sợi chỉ. Vậy là ta có một bức tranh trừu tượng. Đẹp quá đi. Wow, quả thật tranh của cậu rất ấn tượng. Khoan, Britney ơi. Thỏi son ở đâu ra nhỉ? Cứ giữ đi. Tớ sẽ dùng cọ này. Tớ sẽ sơn màu đen cho Toan vẽ. Chỉ cần sơn một nửa thôi. Sau đó tớ sẽ phun một đường keo. Tớ sẽ phết keo sang phần sơn đen và Toan vẽ trắng. Thế này này. Trước khi sơn khô, tớ sẽ rắc kim tuyến lên trên. Phải thật nhanh tay đấy nhé. Cũng mệt ghê cơ. Hả? Vàng đấy à? Dùng để vẽ tranh sẽ đẹp lắm đấy. Cả gầu cũng sặc mùi tiền. Nhưng mà tớ cũng nên thử loại dầu gội khác. Tớ sẽ đặt khuôn tô hình trái tim lên Toan vẽ và lấy một bình sơn xịt. Tớ sẽ xịt lên phía trên khuôn tô. Màu tươi quá này. Tớ sẽ cẩn thận lấy khuôn tô ra. Wow, tớ sẽ treo tranh này lên tường. Đẹp phải không ạ? Thế à, xem tranh của tớ đi đã. Wow, mắt tôi không thể nhìn thấy gì. Bỏ xuống đi. Đỡ rồi đấy. Wow, vẻ đẹp choáng ngợp. Đúng là rất độc đáo. Lần sau nhớ cảnh báo tớ trước. Wow, quá trời đồ xịn sò. Vậy là thử thách đã kết thúc. Đã đến lúc tuyên bố người chiến thắng. Em, chọn em đi. Mình hồi hộp quá. Sẽ là ai đây? Đó là Kendall. Thật không thể tin nổi. Mình đã cố hết sức. Làm tốt lắm. Khoan đã, mình chia phần thưởng nhé. Thật á, cậu nói thật á? Woohoo. Tớ chẳng thích ôm ấp đâu. Một hành động đẹp đẽ. Nghệ thuật luôn chiến thắng mà. Tớ rất hào hứng với tiết học này. Tớ thì không, hôm nay kiểm tra. Tớ thích làm kiểm tra, nhất là môn vẽ. Claire thích kìa. Mình sẽ tự họa một bức chân dung. Đầu tiên vẽ đường viền, sau đó tô màu. Mình sẽ vẽ ở nhiều góc khác nhau để tạo ra kết cấu tóc. Sẽ đẹp lắm đây. Màu này giống với tông da nè. Sau đó mình sẽ thêm chi tiết cho quần áo. Mình sẽ dùng bút màu trắng để vẽ mắt. Như vậy sẽ làm nó trông đẹp hơn. Cậu vẽ tớ được không? Dĩ nhiên rồi, đừng cử động nhé. Mình sẽ làm theo các bước tương tự. Mình vẽ tóc đúng đẹp luôn. Giờ tô màu cho nó thôi. Cậu sẽ thích lắm đấy Leo. Sẽ giống như soi gương luôn. Tớ sẽ cho cậu mặc quần áo nhiều màu. Việc này làm tớ thấy vui. Gần xong rồi. Đây nè. Wow, thích quá. Hả? Của tụi tớ mà, lùi lại đi. Cậu đang làm gì vậy? Không, cậu xé rách rồi. Cậu làm gì thế? Có chuyện gì vậy? Xin lỗi nhưng cậu làm tớ sợ đấy. Đây là thử thách vẽ tranh. Ok. Cậu hợp với diện mạo đó đấy Claire. Tớ thích màu son của cậu. Tớ có thể ngắm cậu cả ngày. Cậu có ổn không vậy? Cậu muốn tụi tớ vẽ gì đó đối xứng hả? Mình phải gây ấn tượng với Claire. Biến đổi như này thì sao nhỉ? Trông cậu thật kỳ quặc. Ui, mình có ý này. Nhìn kìa. Nó cho mình một ý tưởng hay. Mình sẽ cần cái kéo này. Mình sẽ gấp tờ giấy lại, sau đó cắt ra một phần nhỏ, rồi gấp tờ giấy lại và bắt đầu vẽ. Mình sẽ vẽ quái vật xanh. Mình sẽ vẽ qua chỗ gấp luôn. Giờ mở tờ giấy ra và vẽ lên chỗ trống. Mình sẽ vẽ mặt người, sau đó đến thân. Vẽ thêm vài chi tiết nhỏ như này. Giờ đến bước thú vị đây. Cái này sẽ trông giống bên trong đầu. Mình muốn nó trông như đang bị kéo dài ra. Chắc chắn mình sẽ cần mực xanh, sau đó là mực màu thịt. Mình sẽ dùng màu vàng cho vương miện. Nhìn đẹp đấy. Giờ chỉ cần tô vài chỗ cuối cùng nữa. Xong rồi. Nếu gấp tờ giấy lại, nó trông như một bức vẽ bình thường, nhưng lại ẩn chứa một bất ngờ. Được rồi, đến lượt mình. Mình sẽ gấp tờ giấy lại và vẽ một hình trái tim. Sau đó tô màu. Chắc chắn là dùng màu đỏ rồi. Chỉ cần không tô lem ra ngoài. Găng tay này thoải mái ghê.
Khi đã xong, mình sẽ mở tờ giấy ra. Mình đã phác họa một cặp đôi dễ thương đang hôn nhau ở trong, giả vờ như đó là Claire và mình. Mình sẽ dùng mực màu đen vẽ lên nét bút chì, chỉ cần đi theo đường viền. Sau đó tô màu. Mình sẽ cho cô gái tóc màu đen, vì đó sẽ là Claire mà. Hy vọng cô ấy hiểu dụng ý, mình muốn nó thật hoàn hảo. Đây sẽ là thư tình mình gửi cô ấy, nhìn y như tụi mình luôn. Tụi mình hạnh phúc chưa nè? Mình đúng là lãng mạn. Không được quên trái tim mini. Xong rồi, dễ thương quá. Giống y Claire luôn. Nó là mình thấy vừa ấm áp vừa bối rối. Xem tớ có gì này. Nhìn này Claire. Tớ nghĩ tớ sẽ nôn đấy. Hay là thỉnh thoảng tụi mình làm giống vậy nha. Nhìn cái này nè. Ồ, đẹp quá. Dừng lại đi. Phew, qua rồi. Mình có thể làm việc này cả ngày. Thấy không, ngay cả Tinh cũng cười. Ok, đủ rồi đấy. Tại sao, sao cô lại làm vậy? Thôi nào, mình phải thắng. Đợi đã, nhìn kìa, mình thắng rồi. Không phải chứ. Cậu có vấn đề với việc đó sao? Nhìn cái Claire, tớ nghĩ họ yêu nhau đấy. Dễ thương quá. Tớ không thích. Đợi đã, có chuyện gì rồi? Cậu ấy bị đá. Một bông hoa miễn phí, thơm ghê. Giống như đồng cỏ mùa hè vậy. Đó là thử thách tiếp theo sao? Claire, tớ muốn tặng cậu cái này. Tránh ra đi. Không thích hoa hả? Trừ khi chúng ở trên mộ. Giờ tớ bắt đầu vẽ được chưa? Cô ấy yêu mình. Cô ấy không yêu mình. Cô ấy yêu mình. Cô ấy không yêu mình. Cậu thua đi được không? Mình nghĩ trước tiên mình sẽ vẽ một trái tim. Tiếp theo vẽ một hình tam giác bên trong. Sau đó vẽ một vòng tròn quanh phần đáy của trái tim. Nó sẽ biến thành một bông hồng. Giờ mình vẽ lá. Và cuối cùng là cành. Mình sẽ dùng bút chì để tạo bóng. Nhưng bông hồng này sẽ không có màu đỏ hay hồng đâu. Nó sẽ có màu đen. Đây là màu đẹp nhất. Mình sẽ dùng nhiều lực hơn khi tô màu các cành hoa bên ngoài. Như vậy sẽ làm chúng tối màu hơn. Cô ấy không yêu mình. Đợi đã. Cô ấy yêu mình. Đây là thông điệp vũ trụ. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Wow, mình có ý này. Mình quay lại ngay. Cô ấy không yêu mình. Cô ấy yêu mình. Tôi muốn bông hồng này. Tình yêu đích thực phụ thuộc vào nó đấy. Wow, lấy đi anh bạn. Đây đúng là thứ mình cần. Còn đây là thứ mình cần. Woohoo. Ok, cứ bình tĩnh. Claire. Gì nữa đây? Cái này cho cậu. Để tôi xem. Đẹp lắm. Cô ấy thích nó. Ngon quá. Tớ xong rồi. Ok. Cậu muốn thấy bức vẽ của tụi tớ không? Đây này, nó màu đen, giống như tim tớ vậy. Tớ không làm được gì cả. Công bằng thôi mà. Chả quan tâm. Hôn tớ đi Claire. Cậu không định bỏ cuộc sao? Tránh ra đi. Cậu thật xấu tính. Nó làm gì vậy? Khó hiểu quá. Tớ nghĩ chắc đó là con rối từ bóng đấy. Tớ thích. Chán quá, nó là vậy đó. Không rõ hơn chút nào. Đó là con chó. Sao cậu không nói sớm? Hey Claire, nhìn nè. Trick shot. Hay đúng không? Mình biết là cô ấy ấn tượng mà. Không hề, làm cho xong đi. Cậu ấy làm gì vậy nhỉ? Tớ sẽ vẽ quanh bàn tay. Đừng nói nữa. Tớ sẽ cho cậu xem. Tớ đặt tay lên tờ giấy như này, sau đó vẽ xung quanh. Lúc đầu nhìn không giống lắm, nhưng đợi đến khi tớ thêm các chi tiết đi. Tớ sẽ bắt đầu với con mắt, sau đó là một cái mũi nhỏ xinh. Tớ sẽ tô nó màu đen, sau đó làm tương tự với con mắt. Tớ sẽ chừa lại một chấm màu trắng. Đây sẽ là ánh sáng phản chiếu. Rồi đến bước vẽ lông. Và nó cần vòng cổ nữa. Không muốn nó đi lạc đâu. Cậu đừng hát nữa mà. Tớ sẽ hát lớn hơn. Dở quá. Vẽ một con chó nhỏ. Không chịu nổi nữa. Cậu làm tớ phát điên đây. Tớ sẽ nghiền nát cậu. Mỗi nốt như đâm vào não tớ. Dừng lại đi. Xem cậu khiến tớ làm gì nè. Đợi đã. Mình nghĩ mình có thể làm gì đó với cái này. Trước tiên mình sẽ trải bụi phấn ra. Cảm giác thật đã tay. Khá là thư giãn. Cảm thấy như căng thẳng tan biến. Mình sẽ vẽ một trái tim ngược. Sau đó vẽ hai vòng tròn nhỏ và một hình tam giác. Nhìn giống con chó rồi đấy.
đây sẽ là tai. Mình sẽ cho chú chó bộ lông màu nâu. Bước này đơn giản thôi, chỉ cần khung tô lem ra ngoài. Ước gì mọi bức vẽ đều có thể như này. Gần xong rồi, giờ đến cái lưỡi to, màu đỏ. Ước gì mình có một chú chó, nó sẽ là bạn thân nhất của mình. Mình sẽ thường xuyên dắt nó đi dạo. Tập trung vào việc đang làm đi nào. Mình nghĩ xong rồi đấy. Nhìn cũng khá đẹp. Không hề. Thôi nào, mình phải thắng vòng này. Mình đã dùng bàn tay để làm mẫu. Cậu có thấy giống nhau không? Tớ không cầm lên được. Yeah, thắng rồi. Mình giỏi nhất luôn. Nè 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 nè. Thôi đi Leo. Oops, xin lỗi. Bực mình quá. Tiếp theo là gì đây? Cậu nghĩ sao? Xin lỗi vì đã hỏi. Nhìn kìa, một con bướm dễ thương. Wow, kỳ diệu quá. Tức gì có mạng nhịn. Có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tình đang bắt con bướm. Ok chứ? Hy vọng là không. Vậy là chúng ta sẽ vẽ con bướm sao? Thích quá à. Thôi đi. Bắt đầu thôi. Tớ nghĩ đó là tờ giấy của tớ. Hả? Ồ, ok. Thôi nào, đưa nó đây. Gì vậy? Không được đổi. Nghe bàn tay đi, cậu không nên chọc nó đâu. Mình có ý này. Mình có cái khuôn hình con bướm. Kệ đi, mình sẽ cầm một viên phấn. Mình sẽ dùng con dao này để cạo và trộn các màu sắc lại. Làm hết tờ giấy luôn. Mình sẽ phác thảo sơ bộ. Mình biết nó hơi sáng và sặc sỡ với mình, nhưng sẽ xong nhanh thôi. Đây là màu cuối cùng mình cần. Giờ phải dùng ngón tay. Mình sẽ tán bụi phấn ra và bắt đầu vẽ con bướm. Sau đó để khuôn vẽ lên trên. Nhìn đúng rồi đấy. Các bạn vẫn nghĩ mình sẽ không dùng màu đen cho bức vẽ này á? Mình sẽ cạo phấn ra trên khuôn vẽ. Mình sẽ phủ cả trang luôn. Sau đó dùng ngón tay tán ra. Cách này sẽ tạo hiệu ứng đẹp lắm. Mình sẽ dành nhiều thời gian với khuôn vẽ. Dùng tay kia để giữ nó yên một chỗ. Không muốn làm hỏng đâu. Giờ có thể lấy khuôn vẽ ra, nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ vẽ gì đó bên trong con bướm. Một cảnh quan yên tĩnh. Đến là mình. Mình sẽ đặt khuôn vẽ lên giấy, sau đó dùng phấn vẽ các đường thẳng. Mình sẽ làm từng phần, sau đó đổi màu. Mình sẽ vẽ xung quanh luôn. Trông sẽ đẹp lắm đấy. Mình sẽ dùng nhiều phấn để nó trông rực rỡ. Mình sẽ luôn giữ chặt khuôn vẽ, vì khi nó trượt, tranh của mình sẽ hỏng. Giờ lấy khuôn ra được rồi. Nhìn nó bay nè. Nó sẽ ở đây. Giờ mình sẽ vẽ một đường chấm chấm vào chỗ trống. Đó sẽ là dấu vết của con bướm. Sặc sỡ quá, trông như con bướm thật vậy. Đây là bức vẽ của tớ, cậu phải thích. Nhìn kìa Claire, hòa nhau rồi. Chúng ta đều thắng. Tớ thấy vui ghê. Wow, nhìn kìa. Tới đi, tao sẽ đẩy mày ra với những động tác nhảy này. Nhảy đẹp lắm Claire. Tớ nghĩ chúng ta sẽ vẽ cầu vồng đấy. Tớ thích cầu vồng. Không, không có chuyện đó đâu. Trừ chuyện đó ra. Tớ muốn bắt đầu ngay. Tớ cần găng tay, vì mọi thứ sẽ lộn xộn lắm đây. Tớ sẽ làm nó đơn giản. Hả? Sao cậu giống hoàn hình vậy? Bút đen bị sao thế? Tránh ra đi. Tớ nghiêm túc đấy. Thôi đi. Bực mình rồi đấy. Cậu sẽ hối tiếc vì chuyện này. Tớ không muốn làm. Nhưng là lỗi của cậu. Đừng nhìn tớ như thế. Tớ cảnh báo cậu đấy. Chắc mình bắt đầu được rồi. Mình sẽ vẽ một đám mây lớn. Đây là thứ mình cần. Giờ mình sẽ giữ nó trên đầu. Tốt rồi. Sẽ vui lắm đây. Mình sẽ tô hết cả trang bằng nhiều màu khác nhau. Sau đó lấy puppet hình trái tim này và đè nó lên chỗ màu vẽ. Đảm bảo là nó được phủ đều. Sau đó lấy nó ra. Giờ mình sẽ để nó lên tấm canvas. Rồi lấy băng keo che tấm canvas lại trừ trái tim. Không muốn làm hỏng nó đâu. Giờ mình sẽ nhấc nó lên. Đẹp đấy, nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ quét bàn trải qua. Wow, nhìn này, nó tạo ra hiệu ứng đẹp quá. Mình sẽ làm phần còn lại. Nhúng bàn trải đánh răng vào màu trắng, rồi trải qua trái tim. Tiếp theo mình sẽ nhúng đáy ly vào màu trắng và ịn ly vào ngay giữa. Sau khi nó khô, mình sẽ vẽ một cái cây. Mình sẽ thêm vài chú chim. Chắc chắn nó cần thêm gì đó nữa. Giờ mình có thể hoàn thành cái cây. Mình sẽ dùng bàn trải đánh răng cho bức này. Nó sẽ tạo ra hình ảnh của những chiếc lá.
Xong rồi, giờ lột băng keo ra khỏi tấm canvas. Wow, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Thích quá. Cậu có cần dù không? Tớ chưa xong đâu. Nhìn này mới đúng nè. Cậu cần giúp đỡ đấy. Chọn tớ đi. Yes, biết ngay mà, tớ thắng rồi. Nhìn này Claire. Áo. Nhìn chứng mà thấy đói bụng quá nè. Như vậy có nghĩa là mình vẽ rất đẹp. Này, Jasmine, xem đi nè. Tớ đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Xem nào. Tớ nghĩ tớ sẽ chọn quả này. Ồ, còn chẳng phải là trứng thật. Tớ không hiểu gì cả. Bên này mới là trứng thần nè. Chín vừa, đồng ý của tớ. Rất ngon có phải không nào? Khoan, gì cơ? Bất ngờ ha. Ngon quá. Nhưng Lily, sao nhìn chúng giống nhau vậy? Một thử thách sẽ có ích cho họ. Chuyện gì thế này? Đến đây nào các nàng. Hả? Nơi này là sao? Bộ đồ đẹp đấy. Vậy giờ thì sao? Ta nghĩ hai đứa có thể tham gia một thử thách nhỏ. Cục phấn này dùng chán quá. Mình chẳng thể kiểm soát nổi nó. Âm thanh đó thật kinh khủng. Dừng lại đi. Cái nét này dày quá. Không chịu nổi nữa. Thôi đi. Đấy. Tôi chịu đủ rồi. Này, có chuyện gì vậy? Phấn của tớ. Giờ chỉ còn một đống bụi thôi. Thế này chính ra cũng hay đó. Wow. Tự nhiên mình thấy có cảm hứng. Tại sao phải dùng phấn cồng kềnh khi có thể tô màu bằng ngón tay? Cách này mình kiểm soát dễ hơn nhiều. Và các rìa đều rất mềm mại. Có biết tớ đang làm gì không? Đừng lo lắng, bạn sẽ sớm thấy thôi. Tớ không thể làm được khi dùng cục phấn. Lấy bụi nữa nè. Tớ sẽ dùng thêm ở một số điểm. Theo cách này nó tạo nên độ nét. Bây giờ chúng mình đang dần hoàn thiện. Không thể quên phía bên kia được. Dùng bút xóa cũng hay lắm. Em ấy thật đáng yêu phải không? Giờ thì đến những chi tiết nhỏ vui nhộn. Thêm một chiếc nơ bướm nè. Tạo nên sự ngọt ngào cho chú gấu. Giờ thì tạo kết cấu bằng các nét nhỏ. Trông có giống lông thật không? Khiến bạn muốn ôm em ấy thật chặt nhỉ? Mình sắp hoàn thành rồi. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nụ cười nhỏ ngọt ngào. Suýt thì quên mất đôi mắt to tròn. Thấy em ấy trở nên sống động chứ nào? Không biết em ấy đang nhìn gì? Dễ thương quá phải không cả nhà? Vũ khí bí mật của mình. Xong và xong. Cậu thấy thế nào? Wow! Tớ biết. Mình nên vẽ gì nhỉ? Son môi của mình. Dùng được không? Mình đã có một ý hay. Đúng rồi, dùng son môi cũng hay. Miễn là mình có đủ son môi. Thêm một lớp nữa nè. Mình có nên dặm son không nhỉ? Đủ các lớp sẽ tạo nên một hình rất đẹp. Nó tạo nên vẻ ngoài đầy năng động. Được rồi, giờ thì đến chi tiết. Nhìn bàn tay bé xíu kìa. Mình sẽ vẽ thêm một bàn tay y chang. Khuôn mặt sẽ gắn kết các chi tiết này. Thêm cặp kính cho dễ thương. Mình nên cho em ấy mặc gì nhỉ? Có lẽ là một chiếc váy nhỏ. Mình rất thích hướng mà mình đã chọn. Thật tuyệt vời khi chỉ cần một vài hình dạng có thể truyền cảm hứng cho bức vẽ tinh tế. Bạn có thể làm rất nhiều thứ với màu đỏ. Đây là tác phẩm xịn nhất của mình. Ta-da! Xinh quá ha! Xong rồi à? Cả hai bức tranh đều tuyệt vời. Làm tốt lắm các quý cô. Gì thế này? Phép thuật của phù thủy đó. Chẳng gì ngon bằng cây kẹo mút. Măm măm. Mình cũng muốn một cây. Nhìn đi. Liếm kẹo ngon quá. Mình chảy nước miếng đến nơi rồi. Đủ rồi. Mau đưa những cây kẹo đường ngon lành đây. Của ta. Của ta hết. Vị dâu tây. Và cây này có vị giống như chanh. Hết rể con bà bảy. Úi da, xin lỗi các nàng. Chuyện gì vậy? Hả? Miệng cơ thấy cái vị ghê làm ý. Thế ghê quá.
Mà chờ một chút. Này, xem đi nè. Đầu tiên chấm sơn trên khuôn tô. Tôi sẽ dùng hai màu khác nhau. Tán màu là chìa khóa. Xong. Hả? Tớ có thể làm tốt hơn cậu. Cứ xem đi. Ok, chuyển sang bút dạ. Vẽ thế này sẽ làm nổi bật hình dáng. Vẽ các vòng tròn cũng hơi lâu đấy, nhưng kết quả thì miễn chê. Và phía trên mình sẽ vẽ hai chiếc tay nhỏ, sau đó thêm vài chiếc vây nhỏ nữa nè. Bạn đã biết đây là gì chưa? Có lẽ những chi tiết tinh tế này sẽ làm cho hình vẽ rõ ràng hơn. Màu xanh dừa cạn rất đẹp. Không thể quên phía bên kia được. Giờ thì tới màu tím sẫm. Những màu sắc này kết hợp rất đẹp. Tất cả đều giúp tạo độ sâu. Tuy vẽ có hơi mất thời gian nhưng bức tranh sẽ khiến bạn trầm trồ đấy. Mình cần một cây cọ dày hơn cho phần tiếp theo. Bạn có thấy tôi đang điều khiển nó không? Và hãy nhìn những tông màu tươi sáng này. Rong biển giúp tạo bối cảnh nè, giống như cảnh dưới biển vậy. Thêm cả bong bóng nữa nè. Ê, xem tranh của tớ đi. Thích không? Wow. Tớ sẽ coi đó là có. Bức tranh của mình tẻ nhạt quá. Cọ ngu ngốc. Có lẽ càng to càng tốt. Nhưng mình phải chuẩn bị trước. Kiểu màu cầu vồng luôn đỉnh của chớp. Và kỹ thuật này sẽ làm nó trở nên sống động. Hiểu ý tớ chứ? Đó là cách bạn làm cho một bức tranh trở nên sống động. Đỉnh chứ nào. Wow, tuyệt vời. Ta rất ấn tượng đấy. Giỏi lắm. Giờ hãy để ta lấy khỏi tay các ngươi. Này. Oh, yay. Có gì mà vui thế các nàng. Heo ơi, bự quá. Mình không thích mấy đứa xấu tính. Ta sẽ trừng phạt cả hai. Không được chỉ tay nữa. Này, tôi không cử động tay được. Au, kẹt rồi. Chính xác, việc của ta đã xong. Nhưng tay của tôi thì sao? Chúng mình phải vẽ như thế này sao? Làm sao bây giờ Lily? Tớ cũng bó tay. Khoan đã. Xem nhé. Tớ chỉ cần chơi với một số hình dạng. Cậu có đoán được đây là gì không? Không ngờ cách này lại hiệu quả. Bình thường rồi. Tớ có vài việc cần làm. Tớ sẽ thêm một vài chi tiết. Như vậy tớ có thể hoàn thành hình vẽ từ đường viền. Bạn đoán đúng rồi. Phần này là con mắt. Giờ chúng mình thật sự đang đi đúng hướng. Tiếp theo là cái mũi. Nó thật đáng yêu phải không? Nếu đoán đây là con hải cẩu thì bạn đúng rồi đó. Nó đang sủa. Và bây giờ ta sẽ tô màu. Hiển nhiên là lưỡi có màu hồng. Đây là phần không thể thiếu. Chà, có lẽ ổn rồi đấy. Cậu thích không? Hãy nhìn đi. Tôi cũng làm được nha. Và mặc dù tớ đang dùng tay của mình, tớ sẽ tạo một hình hoàn toàn khác. Gần tô nét xong rồi. Wow, cách này hiệu quả thật. Tớ biết, đôi khi thay đổi góc nhìn là tất cả những gì bạn cần. Tiếp theo, ta kết nối các hình phản chiếu. Vẽ đôi mắt ở trên này nè. Cậu ấy trông khá dễ thương. Ồ, nụ cười xinh quá. Tiếp theo, phần thân. Không ngờ lại có hình dạng đáng yêu vậy. Nhưng màu sắc là thứ mà nó thực sự cần. À, cảm giác thật là đã. Những nét mực dài và đậm. Màu sắc thật đẹp và tươi tắn. Một màu vừa dễ, vừa nhất quán. Không thể quên những bàn chân nhỏ. Xong rồi. Yay. Wow. Tuyệt, Jasmine. Ồ, cả hai đều đẹp miễn chê. Làm tốt lắm. Như vậy nghĩa là... của ta. Hả? Đó. Giờ sao? Wow. À hả, ngầu đen đúng không? Tuyệt vời.
Yeah. Vậy ai thắng? Câu hỏi xuất sắc con người. Lại đây, mình có nên làm không? Có. 1, 2, 3, ta-da! Là bà đó phù thủy. Có nốt ruồi luôn. Tụi tôi đã làm cùng nhau. Có thể tin vào mắt mình không? Hả? Ồ, các nàng, ta chỉ muốn đến gần xem nó. Bức tranh đẹp nhất mà ta từng thấy.